Tuna bút tất sa tân nèo roga subita hoi sa sa bay nha ti phi tê an thalan tha subita bruna bút tất sa tân nèo roga subita hoi tha sa sa bay hey, nha ti khuyên cầu xin cho các thiền tín được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tín khỏi bệnh hoạn, được an vui cho mình và những người trong gia quyến Idang no nhà ti năng hồ tu sư thích ta hồng tu nhà ta dô. Idang no nhà ti năng hồ tu sư thích ta hồng tu nhà ta dô. Idang no nhà ti năng hồ tu sư thích ta hồng tu nhà ta dô. Idang quá ta mê phung nhân a sao vắt ca già quá hăng hồ tu. Idang mê phung nhân nhất bà na sao vắt ca dô hồ tu. Mama phung nắp ba gầm sắp tắt sắp ta năng ta chê ni tề sắp đề nề sa năng phùng nha bà gầm lắp bằng tú xà thú xà thú xà thú lành thai. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin kêu phước đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tiền, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp thiên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Do các phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là pháp duyên lành để trợ duyên chứng đắc niết bàn. Xin chia phần phước đã tạo trong ngày hôm nay đến cho tất cả chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh đều được hưởng đồng đều cả thảy như nhau. Sa thú sa thú sa thú lành thai. Akha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga mắt chi tha phụng nhanh nô anu mô đành tu chích răng các hành tu xa xa năng. Akha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga mắt chi tha phụng nhanh nô anu mô đành tu chích răng các hành tu nô ga ru. Akha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga mắt chi tha phụng nhanh nô anu mô đành tu chích răng các thành tu nhà ta vô. Akha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga mắt chi tha phụng nhanh nô anu mô đành tu chích răng các thành tu pha ni nô. Akha sắc tha cha bùng mắt tha đề hoa na ga mắt chi tha phụng nhanh nô anu mô đành tu chích răng giác thành tu nô sa đà. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngữ rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài, yến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn họ hầu vô sanh. Dằng kinh chi khu sa la thầm bằng khát tâm bằng khi đi dằng ma ma xa về na hòa cha ma ma xa ti đa xề su kết tăng khát tăng về sắc ta sanh như nhô ác chi về các sắc ta á sanh như nhô khát tăng phùng nắc phá lăng mấy hàm sắp bề tha gì phá hoàng tu tề về tăng khát tăng su vi đinh tăng đinh năng phùng nắc phá lăng mấy già về các thác ta na cha nành ti đề hoa gần tòa ni huệ đa dùng sắp đề lô cầm hi về sách đa diệu văn ta hà gấp hề tu ca ma nhung nhằn bộ cha năng sắp đề la văn tu ma ma xề ta xà ti. Con xin hồi hướng phước này khắp cùng pháp giới muôn loài chúng sanh mẹ cha quyến thuộc gần xa hiện tiền quá vãng thập phần phước duyên. Cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ báo truyền giúp con thảy điều hướng vị cam lồ đạo căn bắt thối tâm vô khổ sầu lời vàng chư Phật thâm sâu thấm nhuần trăm họ năm châu thái bình. Nguyện cầu tất cả sinh linh đồng nương chánh pháp quang minh chân truyền tính tâm giữ vẹn một niềm vun bồi phúc huệ tròn duyên đạo màu. Con xin tắc bạch thỉnh pháp sư.
ê quang sa hầm bắc kỳ rầm ma ba cao hoành tăng á cha chắc tha tùng hì ba huệ na tăng bút thô khả rung nghề na thi hoa sa gia tăng hà quốc tha giáp hà đề na mi ca đa văn ta tổ ga tổ thằng cha gấp già đa vô này về a mặn thà về si thầm ma tổ ta tổ pháp bồ hi sam bút thô anu na dham ma te sa nang ma ka wat sa ni de se si sak ta nang atta si thak thang te na sa tu ai yo bang te de se tu tham ma de sa nang sa ba yi ta pa ri sa ya nu kham phang thi kha ta we Phạm Thiên thành kính khẩn quản Phật nhậm lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời. Nhắm vườn lộc giả ngày dời kinh sang, thiết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thính dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được ném hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáo vẹn tròn, một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập, đám mưa lành rưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp, noi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn nghi, tối mê cầu được trí ti vẹn toàn. Dạ, bữa nay con đọc kinh hơi sớm, còn 2 phút mình tắt rồi. Dạ, con xin cung thỉnh Sư Lễ Tông trước hết là cầm mic để thử coi âm thanh có rõ không và chuẩn bị để trả lời những câu hỏi của các quý vị trong đạo tràng. Con xin cung thỉnh Sư Liễu Tông à. Nam mô Tát sa Pha Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát sa. Nam mô Tát sa Pha Ga Quá Tô A Ra Hà Tô Sam Ma Sam Bồ Tát sa. Nam mô Tát sa Pha Ga Quá Tô A ra hà tô sấm ma sấm bồ tát sa. Nam mô bích thà gia kính bạch chư tôn hiện giả kính thưa chư cực sinh nam cực sinh nữ trong đạo tràng, hy vọng quý vị nghe tiếng chúng tôi rõ. Nam mô bích thà gia. Nam mô bích thà gia. Nam mô tham ma gia. Nam mô sang kha gia. Con kính đảnh lễ sư Liễu Tông, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, quý cô tu nữ, và xin mến chào các quý anh chị đạo hữu. Và âm thanh của âm thanh của sư chúng con nghe rất là rõ. Và bây giờ là xin mời mọi người, xin mời mọi người là nêu các cái vấn đề lên để được sư chỉ dạy, làm bài học chung cho cả room trong ngày hôm nay nha. Xin mời anh chị. Dạ, con kính mời sư ly trà. Rồi, xin mời các anh chị. Rồi, có chị Meta, xin nhường mic lại cho chị Meta hỏi trực tiếp với sư nha. Dạ, Nam mô Bụt Tha Dạ, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ, không biết âm thanh của Meta Dạ đạo tràng có nghe được không? Dạ, cảm ơn cô Hà, cảm ơn Lan Thang. Dạ, cảm ơn tất cả quý vị cho biết đã nghe được âm thanh rõ. Dạ, trước hết con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính đảnh lễ Ngài Liễu Tông cùng chị Tôn Đức, con kính đảnh lễ quý bà, quý cô tu nữ. Và con kính chào tất cả quý vị trong đạo tràng. Dạ, con có một cái câu hỏi như thế này. Dạ, bạch ngài. Dạ, con thấy về cái vi diệu pháp mà cái phần tâm và tâm sở phối hợp với nhau thì trong cõi sắc giới và vô sắc giới thì các vị trong cái phần tâm sở tịnh hảo đó, con thấy là không có cái giới phần,
tức là không có cái chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Từ bậc sơ thiền cho đến ngũ thiền đều không có ba cái giới phần đó, và con cũng chưa hiểu rõ như thế nào, và con kính bạch sư, xin sư giải thích cho con, và con kính dâng bích đến sư. Nam mô Bố Thà Gia Kính Bạch Trời Tôn Hàng Giả. Kính thưa chị quý vị, thực sự ba tâm sở giới phần nó chỉ đi chung với các tâm thiện, đại thiện hiệp thế mà thôi, và các tâm đạo với tâm quả, nghĩa là nó chỉ đi trong cái cõi dục và cõi siêu thế mà thôi. Còn các vị mà ở trên mấy cái cõi kia đó, cái lúc mà họ ở cõi người thì họ mới cần mấy cái đó, chứ họ sanh lên đó họ có làm gì đâu cần phải không sát sanh, không này không nọ. Quý vị coi cái phần của họp thì sẽ thấy các ba cái tâm mà sở giới phần á, nó đi trong tâm đại thiện dục giới, và nó cũng không đi đều nhau. Khi nào mình có gì liên quan tới nó thì nó mới xuất hiện, mà còn nếu không có thì bình thường cái tâm đại thiện thứ nhất nó cũng chỉ có 33 là chắc chắn, 34 nếu nó đang tu tập thiền về một trong hai cái tâm thiền của tứ vô lượng, tứ vô lượng tâm đó, hoặc là nó đang cái người đó đang sinh và thọ cái giới nào thì cái tâm sở đó mới liên quan, nó mới phát sanh mà thôi. Chứ còn bình thường ngay cái miêu mình bình thường cũng đâu có nó đâu mà chứ đừng nói chi mấy vị phạm thiên ấy. Thường thường phạm thiên ở trên đó đó, cái tâm họ vẫn là tâm đại thiện bình thường, nhưng mà trừ phi họ nhập thiền hay cái gì thì mấy cái tâm thiền nó mới phát sanh, chứ nó không có phát sanh hàng ngày giống như mình nghĩ ha. Thì có một số tâm sở nó có rất là giới hạn đối với các vị trên đó. Mà một số cái tâm sở nó chỉ đi với tâm đại thiện mà trong trường hợp theo cái nhu cầu cần thiết mà thôi, chứ nó không có luôn luôn là đi. Ví dụ như tâm đại thiện mình học là 38 tâm sở, cái tâm đại thứ nhất á, nhưng mà bình thường nó chỉ có 33 tâm sở là chắc chắn mà thôi. Còn những cái tâm sở kia khi nào có đủ điều kiện nó mới vô, chứ không phải lúc nào nó cũng vô. Thành ra mình nên phân tích từng từng chi tiết rõ ràng, từng cái chỗ mà có thể không của nó, thì mình mới biết tại sao có những cái nơi mà các tâm đó nó các tâm sở đó nó không thể phát sanh. Nam mô Bổn Thầy ạ. Dạ, con kính tri ân ngài. Dạ, con đã hiểu rồi. Dạ. Rồi con xin có một câu hỏi nữa bạch ngài. Dạ, đến cái bậc ngũ thiền đó, cũng trong cảnh sắc giới và vô sắc giới này đó, ở trong cõi sắc giới và vô sắc giới đó, thì quý ngài cũng không có, con thấy là cũng không có cái phần mà vô lượng phần, tức là bi và tùy hỷ, không có phối hợp trong cái tâm phần, tâm và tâm sở thì cũng không có cái vô lượng phần nữa. Bạch ngài, xin ngài giảng dạy cho con thêm phần này nữa. Dạ, con kính dâng bích đến ngài. Nam mô Bố Thà Gia Kinh Bạch Chư Tàu Hàng Giả. Kính thưa chư quý vị, thì cũng như vậy, tại vì lý do đó là hai cái tâm sở mà vô lượng phần, tức là Karuna đó với Mudita đó, nó chỉ đi tới cái thiền thứ tư mà thôi, chứ còn cái thiền mà khác nó đi đâu có tới. Nên nhớ cái trong bốn cái tâm sở đó thì cái Upekkha thì nó mới đi tới kia, tới cao thôi, chứ còn những cái tâm sở khác nó đi từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mà thôi, chứ nó không có đi theo ngũ thiền, theo thiền năm chi. Còn nếu theo thiền bốn chi thì nó chỉ đi tới tam tam thiền thôi, chứ nó đâu có đi tới tứ thiền đâu mà có mấy cái đó.
Thành ra khi quý vị đó sanh lên trên đó thì mấy cái đó nó không có theo kịp, nên không phải trong cái tứ vô tâm cái nào nó cũng có thể là nó có năng lực để nó đi theo tới cái tâm tới ngũ thiền, không không có nên nhớ chuyện đó. Không, quý vị coi cái chi thiền biết chưa? Thứ nhất quý tất cả quý cha đó bi tỳ sụt khải cạch cái ta sẽ tăng thì thiền thứ nhất, và thiền thứ hai thì bỏ quý tất cả. Mà còn cái thiền thứ 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 tư thứ năm thì nó chỉ có hai cái thiền thứ năm hoặc là cái thiền thứ tư thì nó chỉ có hai cái ủ biệt cả ê cạch cái ta sẽ tăng chứ làm gì có mà mấy cái kia, để có những cái nó không có khả năng để nó đi theo lên tới đó, phải hiểu cái chuyện đó nha. Ví dụ như tông tới vô lượng tâm thì cái xả vô lượng tâm nó mới có khả năng nó đi lên tới kia, còn ba cái đầu thì nó không có khả năng đi lên tới ngũ thiền được. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính tri ân ngài. Dạ bây giờ ngài giải thích thì con mới hiểu, không thôi thì cái đầu con nó không có hiểu rõ được, con cũng lấn cấn. Dạ con kính cảm ơn ngài rất là nhiều. Dạ con xin trả mình lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Thà Dạ. Dạ con thay mặt trong room kính tri ân về cái lời dạy vừa rồi của sư ạ. Dạ xin mời những anh chị khác. Dạ kính xin mời những anh chị khác nêu các cái vấn đề lên ạ. Dạ, xin mời mọi người có thể là giơ tay lên đặt cái câu hỏi trực tiếp. Rồi, xin mời ai giơ lên hoặc là gõ câu hỏi lên. Cái câu ở trên màn hình nó không phải là câu hỏi thưa sư, cho nên là con không có đọc lên. Câu trên màn hình là người ta đóng góp ý kiến thôi, dạ, nó không phải là một cái câu hỏi. Cái câu đó không phải là câu hỏi, dạ. Câu đó là cái sự đóng góp ý kiến của cái nick đó, đó. Dạ. Cho nên rằng là không cần phải đọc lên, mỗi một người mình có thể là mình tham khảo mà mình tham khảo cái câu đó, dạ. Xin mời mọi người có thể tham khảo. Dạ, xin mời mọi người đặt ra cái câu và những cái vấn đề để chúng ta được sư giảng dạy. Xin mời mọi người. Rồi như vậy thì còn rồi có người lên rồi, xin nhường cái mic lại cho chị Hà nêu câu hỏi trực tiếp với sư. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mài, Nam mô Sang Khải. Dạ, con kính đảnh lễ Ngài Trí Đức, Ngài Liễu Tông, Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa Ngài, con đọc cái phần năm truyền cái đó, thưa Ngài, thì con thấy có chỗ thì nói là năm truyền cái, nhưng mà có chỗ thì liệt kê là sáu truyền cái mà cộng thêm cái vô minh. Thì ở đây mình phải hiểu như thế nào thưa Ngài? Dạ con kính trong mắt này cho Ngài những gì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, dạ kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Quý vị đọc thì quý vị hiểu cái chỗ quý vị đọc á, họ phân tích theo kinh tạng hay là họ phân tích theo vi diệu diệu tạng, hai cái nó khác nhau chứ nó không có giống nhau, thấy không? Thường thường đó trong cái cách mà mình được học đó, tại vì nhiều khi người ta không có giải thích cho mình hiểu. Có những cái đó nếu mình nói theo theo ví dụ thiền thiền bốn chi đi, thì có những cái chỗ nó đủ, có những cái chỗ nó không đủ, mà thiền năm chi thì có chỗ chỗ đủ, có chỗ nó dư, nó dư so với tạng kia. Thì thường thường đó những cái được phân tích theo thắng pháp đó, tức là trong cái quyển không thi quý phân khá đó, thì nhiều khi nó có tới năm chi là nó thêm cái avijja, nhưng mà thiếu theo cái kinh tạng đó, thì nó không có avijja, nó chỉ có bốn cái thôi. Thành ra cái đó là phải coi chừng,
Coi chừng là họ phân tích theo cái kinh tạng hay là phân tích theo vi diệu tạng. Nếu mà đọc trong chú giải thì họ để rất là rõ ràng là phân tích cái này là sự thanh tạp, sự thanh tạp pha chân đi giá nha, hoặc là phân tích theo à phi thăm má pha chân đi giá. Trong chú giải thì họ họ để đàng hoàng để cho mình biết cái này là phân tích theo kinh tạng, cái này là phần được phân tích theo vi diệu tạng, thành nên mới có những cái sự khác nhau như vậy. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bụt Thầy giá già con kính tri ân ngài, nhưng mà để con đọc theo cái phần này thì ở trong cái phần vi diệu pháp bên về nói về chi thiền của năm chi thiền, thì nói về cái phần thiền của thiền chỉ đó thì họ nói là có năm triền cái, nhưng mà khi qua liệt kê qua cái thiền quán đó thưa ngài, thì họ lại liệt kê thêm cái triền cái vô minh nữa. Thì ở đây có phải theo cái sự hiểu biết của con thì có phải chăng cái thiền chỉ thiền định đó thì nó chỉ nó không diệt trừ được cái vô minh nên họ không có liệt kê, nhưng mà nó vẫn là một cái chướng ngại, năm cái kia nó vẫn là chướng ngại, còn cái thiền quán đó, thì do phải diệt trừ cái vô minh thành ra nó cũng là một trong cái sáu cái triền cái được liệt kê. Thì cái đó cái phòng con chưa có nắm bắt được các bạn cho mình nhận dạy thêm. Nam mô Bố Thầy gia kính bạch chư tôn hèn giả, kính thưa cho quý vị, có nhiều cái lời giải thích của chú giải thì nó khác nhau, thành ra mình phải hiểu cái chỗ đó đó. Nếu mà theo kinh tạng thì và so với vi diệu tạng thì có những cái nó khác nhau chứ không phải là nó không khác, thì nó khác là khác khác theo cái điều kiện của họ nói, chứ không phải là nó khác. Ví dụ như ngay cả cái 10 cái sẵn vô khá cũng vậy, nó là 10 trong kinh tạng nhưng mà cái chi pháp nó khác, 10 của cái vi diệu tạng thấy nó khác, nó cũng là 10 nhưng mà 10 có cái này thì trong cái chi diệu tạng không có cái kia, mà 10 trong vi diệu tạng nó có cái kia này nhưng mà nó không có là cái kia, ví dụ vậy đó. Thì mình phải coi cái sự phân tích đó nó dựa vào đâu, chứ còn nếu mà mình đọc nói coi coi giờ từ trả lời không không thể nào trả lời được cả, nó thiệt sự phải biết nó nằm chỗ nào chứ không phải ấy đâu. Nó ở đây từ chúng tôi lặp lại cái điều mà chúng tôi vẫn nói thường với quý vị đó là Pali nó có cả trăm nghĩa rồi. Tại vì tại sao cả trăm một chữ nó có cả trăm nghĩa? Tại vì cách nối chữ Pali đó, chữ Pali nó nối nhau, khi nó nối nhau đó có thể nó bỏ cái dần này hoặc nó thêm cái dần kia, nó thành ra khi nó nối thành một chữ nhiều khi nó có cái gốc nó tới hai 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 ba cái gốc khác nhau nó nối lại, đó thành ra nó có rất nhiều nghĩa là vậy. Còn thì cái khi mà ta dựa vào nghĩa đó để ta bắt cái chi pháp thì cái chi pháp nó lại khác, chứ nó không thể nào nó giống nhau được đó. Anh phải coi cái chỗ đó là cái chỗ nào, ta nói tới cái vấn đề gì thì mình mới dựa vào đó mình coi, rồi mình dựa vào cái chú giải giải thích chỗ đó tại sao họ nói vậy. Chứ còn nếu mà thật sự ra đó, chúng ta thời bây giờ thời 3.000 năm Phật giáo thì chúng ta đọc vô chánh tạng chúng ta không hiểu đâu, nó thật sự vậy đó. Bởi vì cái chánh tạng là Đức Phật dạy cho cái bậc mà thứ thiệt nha. Mình nói bốn hạng người đó, ục có tỷ tăng nhu quyết về tăng nhu rồi nay giá rồi bà đá bà đá má đó, thì bốn hạng người đó cái vào cái thời này đó thì ục có tỷ tăng nhu với chuyện nhu hầu như là nó còn có còn nên cũng rất là hiếm đó, thành nên người ta mới đọc ta hiểu cái đó. Mà Đức Phật ngày xưa là thời Đức Phật thì ngài thuyết cho hai cái đám đó phần đông, thành ra người ta nghe người ta có thể người ta đắc trong vòng tích tắc, hoặc trong 10 vòng một vài giây, hoặc trong vòng một vài ngày người ta đắc. Còn mình bây giờ đó mình đọc mình phải dựa vào chú giải sớ giải kịp em coi biết nó là cái gì. Nên, còn thêm đó chúng tôi khuyên quý vị muốn đọc chánh kinh là phải lật dựa chú giải với hai sớ giải coi họ giải thích cái đó là cái gì, chứ còn nếu mình đọc mình cứ nghĩ là mình có khả năng mình đọc chánh kinh là coi chừng á mất cả chì lẫn chài luôn. Nam mô Bụt Thầy á. Dạ Nam mô Bụt Thầy giá, dạ con kính tri ân ngài. Dạ cái phần mà con đọc với thưa ngài liệt kê ra sáu cái truyền cái thì nói về cái khía cạnh của cái thiền quán, một cái hành giả mà tu thiền quán á, thì sẽ có sáu cái truyền cái đó, và trong sáu cái truyền cái cuối cùng bỏ vô thêm từ cái năm cái truyền cái bên thiền định á, thì là vô minh cái, thì ra nhưng mà không giải thích nhiều hơn, thành ra con cũng chưa có hiểu tại sao.
Dạ, con cũng biết là ngài có thể bổ túc thêm cái phần mà con mới hỏi thêm. Dạ, con kính chào mít lại cho ngài. Nam mô Bố Thầy, dạ kinh bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị. Bây giờ có muốn bổ túc được phải biết nó giải thích cái chỗ đó với điều kiện gì và giải thích như thế nào. Vậy nên nhớ cái chuyện, bởi vì ngay cái trong 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 kinh điển Đức Phật mà dạy đó, dạy cho cái người mà không có thể tinh nhu khác mà biết chuyện nhu, cái lời nói của ngài nó cũng khác chứ không, nó không có giống được. Thành ra chúng tôi phải biết nó ở chỗ nào rồi mình mới lật chú giải rồi mình coi cái đó giải thích tại sao chỗ đó họ họ nói như vậy. Chứ còn bây giờ nếu đọc thẳng vô chơi chánh tạng thì chúng tôi không có khả năng để hiểu, nói trắng là vậy đó. Anh nó cần gì là chúng tôi phải dựa vào chú giải hoặc là sơ giải để coi họ giải thích cái đó là cái gì rồi mình mới biết được, mình mới nói. Chứ còn cái chuyện mà đọc vô chánh tạng chúng tôi cũng không hiểu. Nó thật sự bây giờ đọc lên quý vị đừng tưởng mình đợi đọc cái bản dịch nó dịch ra quý vị hiểu rồi, cái đó coi chừng á, nó không phải là cái chuyện mà mình giỡn được nha. Đối với giáo pháp Đức Phật á, có nhiều cái nó rất là, nghĩa là nó vi tế cái kiểu mà người như mình á là thuộc loại chưa chưa chắc được người dị nhân, như cái người lạc vô nhân cũng chừng, mà mình mà muốn đọc cái kiểu vô để mình hiểu mấy cái đó thì rất là khó, trừ phi mình biết nó ở chỗ nào để mình lật thêm cái sớ giải chú giải rồi mình coi coi ở chú giải nó giải thành sao, sớ giải nó thêm biểu đó như thế nào thì mình mới bảo đảm thôi, chứ chứ còn không đừng nói đọc chánh tạng thì chịu chết. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, Nam mô Thầy giá. Dạ, con tri ân ngài. Dạ, con trao bút lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, con thay mặt cho trong rum và dạ, kính tri ân về cái lời dạy của sư. Dạ, xin mời đây có một cái câu hỏi của nick là Chiếc Lá Mùa Xuân. Bạch sư, là trong trường hợp một cái vị sư phải cứu một cái người nữ thì một vị sư đó phải chạm vào người của cái người nữ đó thì như vậy có đúng hay không thưa sư? Dạ, con kính gửi mic cho sư. Nam mô Phật Thầy, dạ kính bạch chư tôn hiền, dạ kính thưa chư quý vị, cái đó không cần thiết. Mình muốn cứu người ta có nhiều chuyện, ví dụ như bây giờ nói trường hợp, ví dụ như mình thấy người đó rớt nước đi, mình lội xuống mình bưng ta lên à, cái ông sư để làm gì? Mình cởi cởi cái ông sư ra, mình nắm một rào còn đầu quăng cho người ta chụp, chứ mắc gì đâu, kéo ta lên chứ mắc gì đâu, phải đô đụng. Trừ những trường hợp mà không có thể làm được những cái chuyện gì khác để không đụng mà cứu được người ta thì mình cái lúc đó phải đụng mà thôi, nhưng mà đụng là phải có cái trí nhớ chứ không thấy, bởi vì biết cái trí nhớ biết rằng cái người mình đụng vô là người nữ, để cho cái tâm mình nó đừng có phát khởi những cái tầm bậy. Chứ nếu mà nó phát khởi cái là tầm bậy là vẫn phạm giới như thường, chứ mình là không có tránh được ăn đó. Thành ra mình phải coi trong trường hợp đó như thế nào mình có thể mình cứu được mà không cần phải đụng hay không. Nếu được, nếu cứu không cần phải đụng thì tại sao phải đụng vô để cứu, thấy không? Cũng làm được nhiều chuyện chứ làm sao. Cái đó tùy trường hợp thôi, chứ mình nó không phải lúc nào cũng đụng vô. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ, con kính tri ân về lời dạy của sư ạ. Xin mời mọi người tiếp tục. Xin mời mọi người tiếp tục nêu lên các cái vấn đề để làm cái bài học chung. Xin mời mọi người. À, không biết là cái câu của chị Hà là câu hỏi hay là cái vấn đề là bổ sung thêm. Rồi, xin mời mọi người. Rồi, như vậy thì còn sẵn ở đây thì vừa mới đề cập tới cái năm triền cái.
vừa tới đề cập tới năm triền cái. Thì trong đó có cái triền cái đầu tiên là cái tham dục. Trong chú giải thì có giải thích rằng là để mà đối trị với lại cái tham dục triền cái này đó, thì có hai cách. Thì trong đó có một cái cách đó là như lý tác ý. Mà như lý tác ý để cho tránh xa ba cái pháp điên đảo đó, tức là cái citta vipalasa, rồi ditthi vipalasa, rồi sanya vipalasa. Thì xin sư chỉ dạy rõ về cái nghĩa của ba cái điên đảo đó, cái tâm điên đảo, rồi cái kiến điên đảo, rồi cái tưởng điên đảo. Thì ba cái đó nó khác nhau như thế nào thưa sư? Cái citta vipalasa nó là cái tâm điên đảo, rồi cái ditthi vipalasa tức là cái kiến điên đảo, và cái sanya vipalasa thì phải tác ý như thế nào để mà tránh được ba cái điên đảo đó. Thì như vậy thì con kính xin sư chỉ dạy về cái ý nghĩa của ba cái sự điên đảo đó là như thế nào. Dạ, con kính gửi mic để cho sư chỉ dạy. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn Hiền, dạ kính thưa chủ vị. Thật sự ra đó, những cái sự điên đảo đó là nó bị quấy rối bởi một trong 10 cái phiền não mà nó chan vô được cái sự suy nghĩ mình trong lúc đó, tức là tâm điên đảo, là tưởng điên đảo dùng chùm đó. Ví dụ như cái tưởng nếu ở trong cái thiền pháp thì nó không có điều tưởng điên đảo được, nhưng mà chắc chắn là nó bị mấy cái pháp xấu là nó nhào vô. Còn cái đích thị vừa passa thì nó chữ đích thị đó, mình nếu mình dịch theo kinh tạng đó thì họ chỉ dịch là kiến, tức là sự thấy kiến mà thôi, chứ họ không có dịch là tà kiến. Nhưng mà cái chữ đích thị mà ở trong tâm sở đích thị mà ở trong di pháp thì nó không có dịch là tà kiến ha. Thành ra cái chữ điên đảo này đó là khi nào mình nói tới chữ 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 cái kiến kiến này đó mà nó đi ở trên một cái tâm, một trong tám cái tâm đó đó, thì nó mới dính vậy. Còn cái tâm điên đảo này đó là nó thường thường đó là nó là một trong 12 cái tâm ở trên, thì nó mới dính vô ba cái này. Mà khi dính vô ba cái này đó thì mình phải có cái như lý tác ý ha, hay là vô đi sổ với nó, thì cả đó hai ba chuyện để mình làm cho cái sự điên đảo của tâm, sự điên đảo của kiến, cái sự điên đảo của cái tưởng đó, nó không có khả năng nó làm mà nghĩa là cái điều mình đang ấy nó quá xấu đi. Bởi vì nó dính lên một trong 12 cái trên đó thì nó càng xấu, càng hư luôn, chứ nó không ấy được đó. Thành ra mình phải dựa vào một số cái điều kiện khác để mình làm cho cái tâm nó vượt ra khỏi cái một trong 12 cái tâm ở trên mà nó xuống dưới cái dưới, cái tưởng cũng vậy, nó xuống cái dưới, thì cái lúc đó là cái kiến nó không có khả năng mà nó chen vô được đó. Thành ra nó có những cái chuyện mà nghĩa là mình nói, mình giải thích thì mình dựa vào một số cái điều kiện đó mình giải thích, nhưng mà nó không phải là cái chuyện dễ. Bởi vì tại sao nó ra chuyện dễ, tại vì hàng ngày của mình đó mình nội cái mình nhìn không á thì mình đã đầy đủ ba chuyện đó rồi, chứ đừng nói gì đó. Nếu mà con mắt mình mà nó thấy cái gì đó là đã đủ rồi. Nếu mà mình không có cái những cái pháp mà để nó hộ trì thông thường cho mà mình tu tập đó, ví dụ như yoniso manasikara hay là những cái gì khác đó, thì chắc chắn là đừng nói gì đó, thấy nghe ngửi nếm nó đều dính vào những cái ba, dính vào trong một trong ba cái này, hoặc là cả hai hoặc cả ba cũng chừng đó. Thành ra tại khi nào mà tại sao là ví dụ như mình vô trong những trường thiền nó có những cái ấy đó là nó để là cấm nói, tức là không được nói gì hết đó, nhìn không được nhìn và xa quá nghĩa là bốn cái sải tay. Ví dụ như mình đi mình nhìn dưới trước, mình nhìn dưới đó, bởi vì khi mình nhìn xa chút á thì cái tâm mình nó kiểm soát cái sự nhìn của mình không được, thành nó phải nhìn ngắn lại, đi phải nhìn xuống chứ không được nhìn ngang. Ví dụ vậy, nó có những cái gì đó để nó giúp cho ba cái những cái xấu xa này nó không thể nó chen vô trong lúc mình đi kinh hành, hay là trong lúc mình ngồi mình làm cái gì trong trường thiền đó, là không bao giờ nó cho mình dòm ngang, mình phải dòm xuống, nghĩa là trước mặt mình mấy sải tay mà thôi, chứ không được dòm nhiều nữa. Nó có nhiều, rất có nhiều cái như vậy đó. Thành ra mình thí dụ mình vô trong những cái trường hợp đó, mình mới biết tại sao có những cái mà
mà bình thường á mình không không thể giúp được cái gì đó, bởi nó rất là khó khăn chứ nó không phải dễ, trừ phi cái mình có sự tu tập thường xuyên, tu tập để làm cho cái tâm nó đừng có nghiêng về ác pháp quá nhiều, mình tu tập để làm cho những cái nó đi chung với tâm nó, thí dụ như cái tưởng hay cái thọ đó, nó cũng đừng có nghiêng qua nghiêng lại quá nhiều á, thì nó mới giúp mình được những trường hợp này, chứ còn không là mình dễ chết lắm, cho nó không có phải dễ như mình nghĩ đâu. Cái chuyện nên nhớ vậy đó ha, rồi cái tâm cái gì nó cũng vậy, nó rất là nhanh, mà khi nó nhanh rồi đó thì cái sự kiểm soát của mình không có đó. Đó. Sau đó là những một số những cái chuyện mà thường thường trong mấy trường thiền họ mới dạy, chứ ở ngoài thì họ không có dạy, họ chỉ nói tên những cái tên cho mình hiểu vậy thôi, nhưng mà trong đường thiền tại sao nó cấm cho đó, tại sao nó được như vậy đó, để cho những cái xấu xa này nó không có khả năng mà nó chen vô được. Nam mô Bổn Thầy giá. Nam mô Bụt Thà, dạ, con xin sư giải thích để dễ hiểu hơn về cái nghĩa của cái chữ Vipassana, tức là điên đảo, một cái sự đảo ngược. À, tại sao ở đây gọi đó là một cái sự đảo ngược, một cái sự điên đảo, giống như là nó lộn ngược vậy đó thưa sư. Thì như vậy ở đây thì cái chữ mà Vipassana ở trong đây là mình phải hiểu như thế nào? Tức là một cái nhận thức mà nó bị lộn ngược, nó bị đảo ngược, nó bị điên đảo, thì như thế nào gọi là một cái thấy mà nó bị điên đảo, một cái tưởng mà nó điên đảo? Con xin xin sư giải thích về 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 cái nghĩa của cái Vipassana ở đây để mà mình nhận thức ra được như thế nào là mình đang rơi vào cái nhận thức là điên đảo, cái tưởng điên đảo, đảo ngược, đảo lộn. Con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa cho quý vị. Thật sự ra nó tại vì con người của mình á, mình nói trắng là con người của mình á, cái sức học về Phật pháp mình không có nhiều, thành ra mình dễ bị cái những cái điều kiện mà nó gọi là quyết la xả điên đảo là sao. Thí dụ như mà mình nói là con mắt mình á, mình thấy là thấy cái gì đó. Thật sự con mắt mình không thấy gì đó, nhưng mà khi mà người ta hỏi mình đang nhìn gì đó, mình nói mình nhìn lá cây, rồi mình nhìn cái cô đó, hay là mình cái gì cái anh đó, thì cái chuyện mình thấy không không phải thấy lá cây, không phải thấy cái đó, thành ra nó mới đưa tới cái sự tào lao rồi mình gọi là điên đảo là vậy. Đấy. Chứ thật sự ra đó bây giờ mình nói về dễ hiểu nè, cái người mà hoạt động ở trước á, mình thấy mình nói là người con trai đúng hay không, cái đó là không có đúng, mà khi mà không có đúng rồi đó thì nó dẫn mình tới cái sự suy nghĩ tào lao. Đấy. Tướng ông này không đẹp, hay là ông này cao ráo vậy mà sao có nụ cười vô duyên, thí dụ vậy. Chuyện đó đâu đó, đó là cái những cái điều đó nó làm cho cái sự suy nghĩ mình đó nó lộn hết à, lộn qua này qua nọ này nọ, thành đó trong Phật pháp họ mới nói là quyết và la xả là vậy đó, mình nhìn không có đúng cái sự thật mà mình cần phải nhìn, mình thấy cái không có đúng cái sự thật mà mình nếu mình bắt buộc mình đúng mình phải thấy đó. Thành ra cái người mà khi mà ta hành tới hành thiện minh sát thì tới cái mức nào đó thì người ta nhìn người không ra người nữa. Tại sao? Tại vì nhìn thấy cái sự thật của nó, chứ người ta không có nhìn qua cái chế định mà của đời đặt ra đó. Mà khi mà cái chế định của đời đặt ra đó, cho tới khi nào mà mình không thể loại bỏ nó ra khỏi cái tư tưởng của mình, không thể loại bỏ ra cái ngũ quan của mình đó, thành ra nó mới chết. Thành ra trong pháp hành tại sao họ nói là nghĩa là cái chúng tôi nói cái này dài dài chút để cho quý vị thấy. Nên trong cái pháp hành cái chữ qua thì bạch của mình đó, mình gọi là pháp hành đó, nó có nhiều chuyện nó nói, nhưng mà cái chuyện đầu tiên đó thường thường mình không biết cái chữ qua mà qua thì bạch tỷ á,
nó có năm năm cái bậc khác nhau, năm cái bậc khác nhau. Cái bậc thứ nhất á là tam quy, nghĩa là mình phải vô trước hết là mình xin thọ cái tam quy, phải hiểu nghĩa nghĩa sao. Cái bậc thứ hai đó là giới, giới thì nó có bốn loại, nó gọi là trà tụ đó, trà tụ bà lý sụt tí sĩ lá đó, là bốn chuyện. Rồi cái cấp thứ ba đó, tức là nói về đú tăng khá. Rồi cái cấp thứ tư là nói về samatha. Rồi cái cấp thứ năm mới là quý bạch sena. Thì tại sao mình phải đi từ từ như vậy, để làm gì? Để có thể mình bỏ ra mình những cái điều mà mình biết á từ xưa giờ đó nó không trúng thì mình phải bỏ ra, thì làm cho cái quyết và la xả nó lần lần nó mất năng lực đó. Chứ đâu phải là khi không, nó giống như mình á, ở đây khi không cái mình đi hành là mình hành gì? Tự nhiên cái vô hành thích rồi cái mình hành thiền quý bạch sena liền. Mà cái đó là cái cấp thứ năm, tại vì phải phải chuẩn bị từ 1, 2, 3, 4, 5 năm mới vô được tới cái đó, thấy không? Đó. Nội nội cái cấp thứ hai nó là khó, rồi là cái trà tụ bà rí sụt tí sĩ lá đó là sao? Là thứ nhất là ta tìm mốc khả sĩ lá, đồng phải giữ những cái điều cấm tùy theo cái cấp độ của mình. Cấp độ của mình vô trong đường thiền thì mình phải giữ tám giới, đó là cái cấp độ của cái ba tỳ mốc khả sĩ lá. Còn nếu ông sư thì 227, mà nếu bà sư thì 310 mấy, thì cái đó là mình phải làm thế nào để mình trong sạch cái đầu tiên. Cái thứ hai đó nó gọi là thu túc lục căn đó, tức là mình phải rõ ràng mình phải làm thế nào để con mắt mình nó nhìn đó, nó không không có đi quá cái đà của nó, mình nghe cũng vậy vậy, mà không phải con mắt nhìn cái lỗ tai mình nghe nó đi là tự động nó đi quá đà, không phải, là do cái tâm mình nó bị cái quyết và la xạ nhào vô nó mới làm nó đi quá đà. Thì làm sao mình nhìn được trong những cái điều kiện đó, mình phải dừng lại trong lúc nhìn, trong lúc nghe, trong lúc ngửi, trong lúc nếm rồi này kia dùng đó, cái đó nó gọi là thu thúc là lục căn. Rồi cái kế nữa đó là phải hành những cái pháp liên quan tới cái điều kiện lúc đó về bốn cái trà tụ và trà giá đó. Thí dụ như là cái y mình mặc như thế nào mình phải biết đó. Rồi tới vật thực mình dùng mình như thế nào biết, thuốc mình dùng như thế nào biết, những cái việc khác gì đó là mình phải quan sát từng cái để khi mà mình nhìn nó đó, mình nhìn đúng theo cái điều kiện của nó để mình xài, mình để là mình lấy ra mình lấy, chứ không phải là mình muốn nhìn sao mình trình đó. Rồi cái những cái khác mà nó đi tiếp tục cho khi tới khi nào mình dậy đó thì mình mới bắt đầu mình đi lên cái kia. Rồi cái này thường thường mình không có đâu, mình nhào vô cái là hành thiền với Vajrasana. Thì cái mình chưa có đủ cái trình độ, chưa đủ khả năng, chưa có cái tâm mình nó chưa có năng lực, mình nhào vô cái đó tức là mình tạo cho cơ hội để cái quyết và la xả, tức là sự điên đảo đó nó phát sanh chứ sao. Chứ bộ quý vị tưởng mấy người vô trường thiền là tránh được cái quyết và la xả, anh đâu mà thấy hiểu những cái chuyện đó, mình học đi từ đầu giờ cái đó thì mình mới tránh được cái quyết và la xả là vậy đó. Tức là từ đầu mình phải tự tập cho mình biết những cái điều kiện đó, mình phải biết thu thúc mắt tai mũi lưỡi thân ý đồ này kia, sùm ví dụ như mình ăn đó, cái chất gì nó vô cái lưỡi mình là đủ chuyện để cho mình làm tùm lum rồi, từ tâm điên đảo cho tới kiến điên đảo cho tới sẽ tưởng điên đảo luôn. Nó phải học từ từ tập về đến nó có năng lực, cái nhìn phải khác như thế nào, cái như thế nào, thế nào điều kiện như thế nào trong cái sự hành của mình đó. Ví dụ như cái hành rồi cái bà tỳ bạch tỳ này nó có bốn nghĩa. Nghĩa thứ nhất là đi, nghĩa thứ hai là đến, nghĩa thứ ba là biết, cái nghĩa thứ năm là chứng đắc đó. Thì hỏi cái nghĩa đi đó, nghĩa đầu tiên là đi đó, đi nó có mấy cách? Đi nó có ba cách: đi bộ, đi tàu và đi máy bay. Thấy không? Thì trong thiền nó vẫn có như thường, có đủ cái điều kiện đó thì mình mới biết để mình nó đúng, chứ còn mình không biết mà đi là mình tiêu luôn. Đó. Vẫn đúng như thường hay sao không đúng à. Ví dụ như bây giờ mình nói đi bộ là đi gì, là đi theo cái bảy cái pháp thanh tịnh đó. Đó. Giới thanh tịnh rồi kiến thanh tịnh rồi gì thanh tịnh đó,
Tức là mỗi một cái chiếc xe đi đi một đoạn vậy đó, được gọi là một đoạn thành 7 đoạn vậy đó, đó là đi bộ đó. Còn mình đi đi ghe à. Tại sao mình phải đi ghe? Trước hết tại sao phải đi ghe là tại vì mình đang chìm lay quay ở giữa biển à. Cái biển đó gọi là a sa quá đó, chìm trong kama a sa quá, chìm trong tiết thả sa phá quá sa quá, chìm trong tiết thả sa quá, chìm trong avijja sa quá, chìm giữa biển vậy đó. Mình phải tìm cái ghe đó mình đi, thì cái ghe đó nó sẽ chở mình đi qua từng cái. Mai mốt khi nào có dịp chúng ta sẽ nói rõ ràng lại sự tự quý vị. Còn đi máy bay là gì? Máy bay đó trong Bali nó dịch là ya nó tà ná, tức là cái phương tiện đó là ngũ quẩn và ba cái điều kiện của nó, tức là vô thường gục khổ não vô ngã đó. Làm thế nào để thấy được cái đó? Tại vì cái đó tại vì đi nhanh là người ta ví giống như đi máy bay, còn mấy cái khác nó chậm hơn chút, chậm hơn chút vậy đó, tại nên nó mới có nhiều chuyện nhiều chuyện nhiều chuyện. Thì tất cả cái điều đó đó gộp chung lại, nếu mình có kinh nghiệm đàng hoàng thì mình sẽ tránh khỏi cái sự điên đảo này. Còn nếu mà mình không đi đàng hoàng, không học hiểu đúng vậy đó, thì cái mấy sự điên đảo mình nó thành tới không còn không biết bao nhiêu kiếp nữa, chứ không phải là một hai kiếp giống như bây giờ. Nam mô Bích Thai giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính tri ân về cái lời dạy vừa rồi của sư ạ. Thì cái lời dạy vừa rồi của sư có đề cập sư giảng một cái rất là thiết thực, là những cái pháp mà nó trình tự nó tu tập từ dễ cho tới khó. Thì con nhớ tới cái chữ là tham má nút tham má mà pati pati, đó là một ở trong bốn cái duyên mà để cho cái tâm đạo siêu thế nó sanh lên. Thứ nhất là phải được gặp một cái bậc gọi là thiện thiện trí, bậc bậc thánh hay là bậc sappurisa sẵn sẵn xê quá. Thứ hai là phải được nghe, phải lắng nghe về diệu pháp sắc tham má sau quá ná. Rồi thứ tư là yoniso manasikara, thứ ba là yoniso, và cái thứ tư đó là cái tham má nút tham má. Như vậy thì ý con muốn hỏi rằng là như vậy thì cái duyên thứ tư để mà sanh 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 lên cái tâm sơ đạo là tham má nút tham má pati pati này đó, thưa sư, có phải là đang đề cập tới cái ý nghĩa mà trình tự những cái pháp mà sư vừa mới dạy hay không? Tức là thực hành từ dễ cho tới khó, từ thô cho tới tế, từ cạn cho tới sâu. Và con kính xin sư chỉ dạy thêm về cái nghĩa của cái chữ là tham má nút tham má pati pati ạ. Nam mô Phật Thà Gia Kinh Bạch Chư Tôn này. Dạ kính thưa chư quý vị, quý vị nên nhớ đó là năm cái điều chúng tôi nói là đi từ thấp tới cao, là đi phải theo từng tự đàng hoàng. Bởi vì khi mà mình thiếu một cái rồi đó là nó rất nguy hiểm cho những cái gì sau đó. Nhưng mà cái vấn đề ở trong đó không phải là mình, ví dụ như mình không có thể mà có cái khoảng thời gian bao lâu, cái đó là tùy theo cái ba la mật của mỗi người. Ví dụ như cấp độ 1 có thể là nhiều đời nhiều kiếp mình đã từng xin cái phần đó, tức là xin trở thành đệ tử Đức Phật rồi, học trò hay là cái sinh năng quân nữ rồi, thời trong giáo pháp này đó, thì cái bây giờ mà cái đó nó không cần lâu mà mình vẫn có thể mình thành tựu được. Và cái thứ hai là cái cách giữ bốn cái trà tu bà rí sự thí sĩ lá đó, thì nó cũng vậy. Thì nó phải từ 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 cho tới ngay cái thiền chỉ gì nữa. Ví dụ mình muốn hành thiền minh sát nhưng mà mình phải qua, tại sao phải qua cái giai đoạn đó, qua đoạn đó để coi mình có khả năng để mình control được cái tâm của mình hay không, và những cái pháp nào mà nó tới với mình đó mình có hiểu chín chắn chưa đó. Bởi vì cái đó, bởi vì cái thiền chỉ nó giúp giúp đỡ trong cái gì, giúp đỡ trong cái đó là cái tâm họ rất là mạnh. Cái định đó, định nó mạnh, nó làm cho cái tâm nó ít có bị dao động bởi những cái điều kiện khác. Để trong cái lúc mà mình quan sát đối tượng đó, thì khi mà mình thấy cái tâm mình nó có khả năng như vậy đó, thì mình mới tiến tới cái xa hơn là mình dựa vào cái ít nhất. Bởi vì cái thiền quý vị đó, đối tượng này là ít nhất, đối tượng nó chỉ là danh sắc mà thôi.
Trong khi thiền chỉ đối tượng tới 40 đối tượng, 40 cái đối tượng khác nhau mà vẫn còn phải chia theo cái cá tánh, 6 cái loại cá tánh của đó nữa. Thành ra nó rất là dung nấy, nhưng mà cái đó để nó giúp cho cái con người đó định nghĩa được mình như thế nào, đang ở đâu. Đó, thì bên mình biết mình như thế nào, đang ở đâu rồi đó, thì mình mới 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 cho cái đó nó xếp nó lại được, để mình theo thêm cái thiền minh sát được. Chứ còn mình chưa biết mình ở đâu, chưa biết mình là ai, cái gì đó mà mình nhào vô mình hành thiền minh sát liền là coi chừng nó họ nhiều khi nó không có kết quả. Thành ra cái tham anu tham á ba thì bạch là phải đi theo tuần tự và chậm rãi, chứ không phải là muốn muốn làm gì cũng được, nó phải có cái điều kiện của nó đó. Mà đi đi cái điều mà mình liên quan đó, cái tham anu tham á là cái pháp hành này liên quan tới cái sự quan sát đối tượng theo cái chiều hướng mà cái pháp mà mình đang đang theo, cái pháp mà ông ở cái điều thứ ba dạy, tức là ông thầy không phải điều thứ hai, tức là phải có gặp bậc đó, thì cái bậc đó sẽ thấy mình vô trong đường thiền, thường thường cái bậc đó sẽ nói vắn tắt những điều số điều để mình theo như thế nào đó. Rồi cái tới từng cái cuối cùng là cái này là cái rất là quan trọng, là phải biết phân tách từ cái điều kiện ở bên trong mình và điều kiện bên ngoài mình, và những cái gì mà nó làm cho cái tâm mình có thể bị cái pháp quyết bạch la xà này nó vô được đó. Thành ra những cái điều kiện này mình đọc mình thấy nó ngắn, bốn điều kiện này với mình thành cả đời, mình nhiều khi nhiều đời nó chẳng qua một đời mới mới đưa tới cái sự thanh tịnh của tâm, mới mới lúc đó là cái sự tiến bộ trong cái thiền minh thiền thiền chỉ hay thiền minh sát thì nó mới phát sinh được. Còn nếu không coi chừng, nghĩa là cái danh từ mà hay người ta dùng đó là lạc thiền, đạt thiền đó, chứ không phải giỡn đâu. Nam mô Bích Thà giá. Nam mô Bích Thà giá. Dạ, con xin thay mặt ở trong room và kính tri ân về những cái lời dạy của sư về cái vấn đề vừa rồi. Thì vẫn ở trong cái tham dục triền cái đó thưa sư, thì con có biết ở trong chú giải đó, thì có nêu ra về một cái cách, hai cách để mà đối trị nó. Thì cái cách thứ nhất như là nãy là con có nêu lên và sư giảng dạy rồi, tức là như lý tác ý để mà tránh xa được ba cái điên đảo: Chitta Vipalasa, Đích Thí Vipalasa và Sanya Vipalasa. Thì cái cách thứ hai đó thưa sư thì lại là chi tiết, trong đó nó có 6 cái kỹ thuật. Thứ nhất là phải học hiểu về cái Asupa Nimitta, tức là cái tướng bất tịnh, rồi nỗ lực thực hành về cái vấn đề về thiền mà với những cái đề mục bất tịnh, rồi phòng hộ 6 căn. Đó thì ở đây là con muốn là xin sư chỉ dạy về cái nghĩa của cái pháp mà phòng hộ 6 căn là cái Samvara Indriya. Còn thứ tư là tri túc và tiết độ trong vật thực, thân với bậc thiện trí là thứ năm, và thường cuối cùng là bàn luận về những cái chủ đề mà nó liên quan đến cái vấn đề về đối trị tham dục. Thì những cái mục kia đó thì tương đối cũng dễ hiểu. Như vậy thì xin sư chỉ dạy rõ hơn về cái kỹ thuật là số 3, đó là phòng hộ 6 căn. Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bố Thầy và kính bạch chư tôn và dạ kính thưa chư quý vị, thì chúng tôi nói sơ sơ nãy cái phòng hộ 6 căn trong cái phần thứ hai mà về hành thiền á, nghĩa là giới, thấy không? Giới thì nó có bốn chuyện. Chuyện thứ nhất là giữ, chuyện thứ hai là thu thúc cái lục căn. Thì thu thúc lục căn tức là phòng hộ 6 căn là thu thúc phòng hộ như thế nào? Là khi con mắt mình á mà nó dính, nó tiếp xúc với cái gì đó thì mình phải quan sát, mình phải dùng những cái pháp học và hiểu mình một số cái điều kiện đó để mình coi cái điều kiện, cái điều nào nên giữ, cái điều nào nên bỏ, cái điều nào nên lấy ha. Và cái thứ hai đó, cái lỗ tai khi mình nghe cũng vậy, thì mình phải phải có đủ tư cách để mình quan sát theo cái âm thanh đó nó như thế nào, nên giữ hay là nên để phát triển, hay là tiếp tục nghe hay là ngăn người vô vô đó. Cái điều kiện thứ ba đó tức là sắc thinh hương, tức là cái lỗ mũi đó, cái gì mà nó vô cái lỗ mũi mình rồi đó thì mình cũng phải làm giống như là nó vô mắt hay vô lỗ tai đó.
Rồi cái gì nó xúc chạm lưỡi, ví dụ mình thường thường là mình ăn hay là tự nhiên mình ở ra cái gì nó xúc chạm lưỡi, mình phải quan sát thôi, cái tâm mình nó đón nhận cái đó như thế nào để mình biết. Nếu mà nó là ác pháp thì mình có cách như thế nào để mình ngăn ngừa, hoặc là trị pháp thì làm thế nào để cho nó phát triển gì trong đó. Đúng không? Thì rồi tới cái lưỡi, rồi tới thân, thân cũng vậy đó, mình gặp trường hợp như nào này kim sùng, rồi có những cái mà nó liên quan tới cái ý của mình, ý của mình thì cái đó là rất là khó duy trì, khó giữ, nhưng mà nó lại là thường nhất. Bởi vì dầu rằng mình có, nghĩa là mình vô cái phòng kính mình mắt tai mũi lưỡi không có thể tiếp xúc được, nhưng mà cái thân với cái ý mình là rất là khó. Bởi vì trong phòng nó nóng hay nó lạnh hay cái nấy gì đó cũng làm cho cái thân của mình ấy, thì cái ý mình nó nhào vô nó bắt cái đó liền. Thành ra cái ý là một trong những cái phòng hộ rất là khó. Thành ra mình phải phòng hộ cái ngũ căn, tập phòng hộ cái ngũ căn trước, để cho khi mà cái phương pháp của mình nó đầy đủ năng lực rồi, nó mới có thể phòng hộ căn thứ sáu, tức là ý của mình, ý mà suy nghĩ thôi này kia chùm nó ăn đó. Đó là những cái mà nó liên quan tới cái đó. Còn cái sáu cái điều này đó là nó chỉ thực hiện cho một số cái người nào mà nó có cái cá tánh là nó liên quan tới cái đó thôi, thành ra mình mới học về các tướng bất mỹ, là nó chỉ liên hệ tới cái hạng người đó. Mà muốn thi hành thiền về đề mục bất định thì nó cũng vậy ha. Đó, còn cái phòng hộ các căn thì nó cho tất cả mọi người à, nó cho tất cả mọi người. Còn cái tri túc và tiết độ trong vật thực cũng cho tất cả mọi người. Còn thân cận như bản thức thì cái chuyện đó là bắt buộc rồi nè đó. Còn cái thường bàn luận gì những cái đối tham dục thì chỉ có bàn luận đối với cái vị thiền sư mà cho mình cái đề mục mà bất mỹ mình là mà thôi, chứ mình bàn luận với người khác thì nhiều khi nó sai vấn đề và nó không có đấy được. Thành ra ba cái sáu trong ba cái này đó là phòng hộ các căn tri túc nhiều thực và tăng cận với bậc, ý là tiết độ trong việc thực với tăng cận người thức á, thì cái phòng hộ các căn này đó là nó giúp cho cả thiền chỉ và thiền quán luôn, chứ không có phải được. Bởi vì cái đó là cái điều cái mức độ thứ hai của cái phương cái sai sáu cái năm cái điều kiện mà chúng tôi nói nãy giờ tiền đó. Đó, thành ra phòng hộ các căn là như vậy. Mà thường thường mình nó để mình không bao giờ mình có khả năng mình phòng hộ những cái căn của mình đó. Ví dụ mình được ăn cái gì vô lưỡi mà nó nóng quá, cay quá, hay là nó gì là thường thường là cái tâm mình là một là tâm ác, đa số là tâm ác nó phát sanh liền chứ làm sao mình thấy được. Thành ra cái đó là mình phải phải nhạy bén nhanh nhẹn ghê lắm mình mới nó có thể giúp mình để làm những cái đó, còn nếu không là rất là nguy hiểm. Nam mô Bích Thầy giá. Nam mô Bụt Tha giá xa xa thú xa thú, con kính tri ân về lời dạy của sư ạ. Mà xin mời mọi người nêu những cái chủ đề khác, những cái câu hỏi khác, chúng tôi dừng lại để mà các anh chị có thể gõ lên. Rồi tôi gửi mic lại cho chị Hà nêu câu hỏi trực tiếp với sư. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sang Khai. Dạ, con kính lãnh lễ ngài Trí Đức, ngài Liễu Tông, Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa ngài, còn có người bạn đạo muốn hỏi câu hỏi nhờ con. Thì cái vị này hỏi con là một cái vị tỳ kheo gọi tạm là phàm, vẫn còn phàm. Thì 227 giới mình nói chung đó thưa ngài, thì vị tỳ kheo đó phải cố gìn giữ. Thì cái vị đó hỏi con rằng là có thể khi nào khi mà còn là phàm nhân ấy, thì cái giới của một cái vị tỳ kheo 227 giới đó, đó có cái vị nào mà có thể giữ một cách trong sạch mà không phạm không? Thì con không có trả lời được nên con kính xin ngài giảng dạy. Nam mô Bụt Thà, dạ kinh bạch chư tôn, dạ kinh thưa chư quý vị. Thật sự ra đó 200 mấy chục giới đó là tóm tắt chánh thôi, nhưng mà kể chi tiết nó lên cả triệu chứ không phải có 207 giới. Nhưng mà chúng tôi dựa vào 207 giới là chỉ có 270 giới thôi.
còn bảy giới kia là liên quan tới tăng sự, liên quan tới tăng sự, bảy cái ấy đó. Thành ra trong 220 giới này đó, cái quan trọng nhất là bốn cái giới đầu tiên, nghĩa là phải phải phòng thủ cho nó trong sạch 100%, chứ còn nếu không là dễ tụt sẽ đông. Với phạm phạm bốn cái điều này là không còn có tư cách là nhà sư nữa, tức là đến giới nhà sư đó, thấy không? Còn 13 cái kế đó, tức là 13 cái sẵn ra thì sẽ xả tức tăng tàn đó, thì cái đó là phải đi ở tù. Thì theo cái điều kiện mà khi mình tin những cái điều kiện gì thì họ cho mình ở tù bao lâu thì ở tù xong là được trong sạch. Còn những cái phần còn lại á, thì mình bị là mình tìm tới vị sư khác mình sám hối nha. Sám hối để mình được trong sạch. Nhưng mà quý vị nên nhớ đó, cái nguy hiểm cái chỗ mà người ta thường thường người ta không có hiểu là ông sư khi mà phạm cái giới nhỏ rồi đó, đi đi sám hối mình tưởng là mình nghĩa là trong sạch là không còn ấy, cái đó hiểu cái đó là sai. Mình chỉ trong sạch về cái phần mà phạm đó mà thôi, nhưng mà nên nhớ đó, khi mình phạm mình vẫn có tác ý mình phạm đó, thì cái đó là tạo nghiệp. Thành ra nếu mà mình sám hối rồi mà mình không ráng mình tu hành để cho mình đắc đắc thánh đạo thánh quả đó, thì cái đó có cơ hội nó theo kịp là nó lôi mình xuống bốn đường ác đạo liền, chứ không có thể nào tránh khỏi đó. Nên nhớ chuyện đó. Thành ra quý vị cũng vậy đó, quý vị đừng có nghĩ rằng mình làm cái gì đó với ai cái mình lại mình xin lỗi cái anh thầy ta so tay người ta tha thứ cho cái là mình tưởng mình trong sạch đó. Cái hành động mình làm cái chuyện đó nó vẫn còn có để cái nó cho quả trong kiếp nào đó, chứ không phải lễ đâu. Thành ra nó là những cái chuyện nhỏ mình nên để ý, để mình khi mình làm những cái chuyện đó đấy đó. Thành ra ông sư mà khi mà phạm những cái điều còn lại ngoài 21 cái chuyện ở trên đó, thì ông sư đó có khả năng để gọi là người trong sạch trong cái hành động mà gọi là hành để có thể đắc được đạo quả đó. Bởi vì mấy cái tội đó là tội nhỏ, nó không có khả năng ngăn cấm đạo quả. Nhưng mà nếu mình không đắc đạo quả thì kiếp sau nó vẫn có khả năng mà nó cho quả như được. Cho quả tùy theo cái điều kiện của cái việc mình làm. Đó. Thành ra đời sống của nhà sư thì tương đối vẫn là, nếu mà không có bị đứt giới bốn cái điều trên và có 13 cái điều dưới mà mình ấy rồi mình đi ở tù đó, rồi mình đi theo cái điều kiện của chư tăng á, xong xuôi rồi mình ra thì vẫn kể được là người trong sạch, nghĩa là vẫn có khả năng để đắc đạo quả nếu mình hành tối đa. Còn nếu mà mình không hành thì mình vẫn chết như thường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ con kính tri ân ngài. Và dạ bạn đạo con hỏi thêm câu nữa là đối với những cái vị thánh nhân thưa ngài, tùy theo bậc sơ nhị tam và tứ quả, thì dĩ nhiên tứ quả là họ không còn một cái phiền não và cái giới 100%, hiểu như vậy là đủ cho thưa ngài. Còn tùy theo những cái bậc từ sơ đến tam thì những cái bốn cái bất công trụ và 13 cái tăng tàng, thì con nghĩ ở một cái vị thánh sơ đạo đã được gìn giữ một cách trọn vẹn, và con hiểu như vậy mà con cũng không có xưa. Dạ con kính trọng ít lại cho ngài như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa cho quý vị, trong mấy trăm giới của nhà sư nó có hai loại phạm rồi đó, là thứ nhất là đã phạm giới và bị người đời chê trách. Cái thứ hai phạm giới mà không bị người đời chê trách. Thì cái phạm giới đó mà bị người đời chê trách đó, thì cái bậc thánh cũng có thể phạm. Còn không bị người đời chê trách tại vì người ta không biết hoặc nhiều quá nhiều cái giới. Nó bị người đời chê trách vẫn có thể phạm. Bởi đó là lỗi nhẹ, thí dụ như lỗi mà họ không có tác ý đâu, nhưng mà điều đối với luật thì họ có lỗi. Thí dụ như ông mấy ông mà có tiền thiên tật đó, thí dụ như có ông sư ông mở miệng ra là ông nói tục đó, rồi người đời chê trách
hoặc là bậc A La Hán nhiều khi ngủ đi đâu về mà anh nằm xuống tôi không có tính ngủ mà lại lại ngủ mà quên đóng cửa thì cũng phạm giới như thường đó. Chứ không phải là không phạm, bởi vì lỗi đó là người đời họ nhìn vô là thấy không có đẹp mà nó lỗi người đời dưới đất, thì cái đó là mà mấy ngày vẫn đi sám hối là để đâu để đạt như thường, chứ thật sự ra dầu rằng mình mấy ngày không sám hối thì nó cũng có đâu không có khả năng nó cho quả đến đến nếu là bậc tứ thánh quả thì nó không có khả năng nó cho quả đâu, nhưng mà các bậc đó là họ giữ giới cho để được trong sạch nữa, chứ không phải là người bắt buộc ha, họ tình giống như là automatic rồi giữ giới để được trong sạch để được không bị người đời chê trách vậy là nó anh đã có những cái thì bậc thánh vẫn phạm được như thường chứ không phải không phạm, bởi vì có những cái đó đâu phải là của người đời nhìn vô là này kia ông chồng mới hay hay là dở gì đâu, có những cái đất cải ví dụ như ông sư ngủ là phải đóng cửa chứ không mở cửa không được đó, nó nhiều cái chuyện lắm, thành ra quý vị đọc quý vị sẽ thấy vẫn bị như thường chứ không phải không bị đâu, nó mô cái tài giá. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy dạ. Dạ, con kính tri ân Ngài. Những cái lời dạy của Ngài giảng dạy, con hy vọng bạn đạo con hiểu. Dạ, thưa Ngài, Ngài cho con hỏi thêm một câu nữa. Vậy thì đối với một cái người Phật tử như chúng con đi, ít nhất là 5 giới thì phải được gìn giữ. Rồi con thấy chư Tăng thì ít nhất mà Ngài nói vừa rồi là 4 cái giới bất công trụ và 13 cái tăng tàng. Thì họ phải cố gắng để mà có thể tu thành thánh thánh nhân. Vậy thì đối với con nghĩ thêm một cái vị tỳ kheo á, thì cái điều kiện để họ thành thánh nhân đó nó coi bộ nó cao hơn, tại vì do vì bận y do vì có những cái giới luật như thế này là họ phải gìn giữ, thì cái điều kiện tu hành để mà chứng thánh nó dễ hơn so với một cái người cư sĩ tại gia giống như chúng con, còn phải công ăn việc làm, nuôi mạng nuôi gia đình, rồi giới nó chỉ đủ 5 giới, nhưng mà con lại nghe đọc là những khi mà chư tăng chúc phúc nói là chúng sanh phải giữ giới như thế này, 5 giới cũng có thể mình có khả năng để cho cái người Phật tử mà có thể nhập niết bàn. Thì con kính trao mít lại cho Ngài giảng dạy. Vậy thì cái người Phật tử như chúng con 5 giới thì so với những chư tăng thì nó quá ít ỏi để gìn giữ. Vậy họ những cái người Phật tử thì có khả năng không thưa Ngài? Dạ con kính trao mít lại cho Ngài giảng dạy, có khả năng mà có thể chứng thánh không ạ? Nam mô Bổn Thầy gia kính bạch chư tôn hiền giả kính thưa chư quý vị. Nếu giữ 5 giới mà có khả năng chứng thánh thì thời đầu tiên của giáo pháp mà thôi, chứ rồi bây giờ thì không có khả năng rồi. Bởi vì mấy người đó là phải nghe nghe pháp thầy Đức Phật mà chứng thánh, còn bây giờ đó là tại sao quý vị đi vô mấy cái trường thiền quý vị tu gia viên từng tháng đồ này kia họ bắt phải thọ 8 giới không? Ngũ giới bây giờ không có khả năng giúp đỡ nhiều cho sự trong sạch để đắc được đạo quả, đắc được đạo quả là phải 8 giới chứ không phải được ăn, bởi vì cái ngũ giới đó là nó chỉ giúp cái lộ nhân thiên mà thôi, dầu rằng ngũ giới vẫn là căn bản có thể được đắc thánh chứ không phải không. Quý vị không nghe mấy sư à, sau khi quý vị thọ tam quy ngũ giới được quý mấy sư chút chưa phút chút không thấy à, sĩ lê ná sủa tinh nhân tị, sĩ lê ná phô khá sấm bà tha, sĩ lê ná niết phú tinh nhân tị. À, nhớ vậy đó, 5 giới vẫn có khả năng ấy, nhưng mà cái khả năng đó vào thời Đức Phật kìa, chứ còn bây giờ thì không 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 chắc rồi. Thành ra bây giờ quý vị muốn chắc thì phải 8 giới, chứ còn ngũ giới thì khó lắm. Nên. Tại vì tại sao khó? Quý vị dựng ngũ giới đó, quý vị ở nhà thì phải biết người trong nhà cái mở nhạc karaoke xong rồi quý vị ngồi để quý vị mẹ quèo lại theo thì nó sao mà đạt được đâu quả được vì nên nhớ vậy đó. Nhưng mà quý vị coi lại 8 giới thì cái đó là không được rồi, nghe mẹ quèo lại là không được đó. Anh đó, mỗi thời nó mỗi khác chứ không phải là lúc nào cũng giống nhau đâu. Giống có những cái thời mà
cái đa số là cái sự trong sạch. Quý vị nên nhớ đó, vào thời Đức Phật có nhiều người, nghĩa là họ không có giới gì hết á, nhưng mà khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp hay là họ hỏi gì Đức Phật, Đức Phật nói cho họ phát sanh đức tin, cái họ có tâm trong sạch, cái họ xin được ngài nhận vào để làm đệ tử của ngài, thì trong vòng tích tắc mấy phút sau họ vẫn có thể đắc đạo quả được. Bởi vì cái ba la mật của người ta rất là lớn, còn mình thì đừng có hy vọng, hy vọng vậy là coi chừng thất vọng. Dạ, yeah, Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con kính tri ân ngài. Dạ, con giữ máy hơi lâu. Dạ, con mời anh tu học Phật pháp. Cầm mic. Nam Mô Bụt Thầy. Dạ, con xin thay mặt ở trong room, dạ kính tri ân về những cái lời dạy vừa rồi của sư. Dạ, xin mời mọi người, xin mời những anh chị khác nêu các cái câu hỏi. Cái vấn đề về giữ giới thì con nghĩ rằng là đã là cái lời dạy của Đức Thế Tôn thì nó phải đúng trong mọi thời kỳ, chỉ có điều là nó có sự thay đổi thôi. Cho đây rõ ràng là Silena, là Silena Niputin Yanti, là giới. Như vậy thì với cư sĩ mà giữ đủ năm giới thì về cái lý thuyết, về cái lời dạy đó thì nguyên tắc là vẫn có thể chứng thánh. Lấy điển hình như là ông Cấp Cô Độc rồi bà Quý Sạc Kha này kia vân vân, rất là nhiều người thời Đức Thế Tôn. Còn cái chuyện mà đến thời nay thì đúng là nó có những cái sự thay đổi, nhưng mà mình cũng không thể gọi là mình phủ nhận cái lời dạy đó được. Dạ, tại vì nó là một cái, nó như là một cái định lý, một cái nguyên lý rồi. À, nếu mà giữ đủ trọn vẹn được năm giới là đủ cái tiêu chuẩn. Dạ. À, thưa sư, thì ở đây hồi nãy cái vấn đề về mà cái chế ngự hay là để mà đối trị với lại cái tham dục triền cái, thì trong đó nó có cái phần mà con có đề cập với sư, con mới vừa xin sư giảng đó, đó là cái vấn đề là phòng hộ sáu căn. Thì con nhớ nó có một cái đoạn kinh đó là khi mà mắt thấy cái cảnh sắc đó, thì không có nắm giữ cái tướng chung, không có nắm giữ cái tướng riêng, thì đó là cái cách mà để mà phòng hộ sáu căn. Thì như hồi tuần trước đó, sư có trình bày về cái tướng chung và cái tướng riêng đó, thì sư đề cập rằng là tướng riêng thì nó là giống như là nó là cái trạng thái riêng của từng cái pháp. Còn cái tướng chung nó là tam tướng vô thường, cái tướng vô ngã, cái tướng khổ của các pháp. Tuy nhiên nếu mà mình xét ở trên thực tế đó thưa sư, thì cái tướng chung nó không nhất thiết phải là tam tướng. Con lấy ví dụ, con lấy ví dụ như bây giờ nói về con ngựa đi, ví dụ như vậy. Thì cái ngựa là mình đang đề cập tới cái tướng chung, nhưng mà thì bây giờ con nói là con ngựa kiền trắc hay là con ngựa xích thố. Con ngựa kiền trắc là lập tức mình sẽ biết liền, ai mà có coi về Tam Quốc Chí là biết liền đây là con ngựa của Lưu Bị, rồi con ngựa xích thố là con ngựa của Lã Bố, ví dụ như vậy. Thì lúc đó là mình đi vào cái tướng riêng của pháp rồi, chứ đâu có phải nhất thiết rằng là cái tướng chung á nó phải là vô thường, khổ và vô ngã, thưa sư. Thì như vậy thì cái chỗ này á, là khi mà mình không nắm giữ tướng chung và không nắm giữ tướng riêng của các pháp. Và xin sư quan hỷ và chỉ dạy thêm về cái vấn đề nắm giữ tướng chung là thế nào và nắm giữ tướng riêng là thế nào. Và con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bụt Thầy, gia kính bạch chư tôn, giả kính thưa chư vị. Thường thường mình nắm giữ tướng chung á là tại vì mình có một số cái căn bản thì mình mới nắm giữ tướng chung tướng riêng được. Ví dụ mình nắm giữ tướng chung thì mình nhìn con ngựa, dầu con ngựa đó tên gì của ai đi nữa thì nó vẫn là danh sắc mà thôi, thì nó phải vô từ khổ não vô ngã chứ không thể nào tránh khỏi được. À. Còn cái tướng riêng
là tùy theo cái tướng trạng của những chúng sanh. Ví dụ như chúng sanh muốn làm ngựa thì nó có một số cái điều kiện mình nhìn giống nhau được, nhưng mà nó cái điều kiện nó tương đối nó đặc biệt hơn đó, thì nó lại khác. Thành ra người ta dựa vào cái đó, thành ra mấy tướng chung nó mới có là trà tụ lắc hành hạ là vậy đó. Bình thường như vậy vậy vậy, nhưng mà cái điều kiện thứ tư là phải cái nhân gần của nó là do đâu mà nó được cái đó. Thành ra con nó cũng vậy thôi chứ nó không có gì khác đó. Mình có nhìn cách nào thì cũng vậy thôi chứ không có gì khác hết. Đó. Bởi vì ở đây đó mình học Phật pháp thì nó chỉ hai chuyện thôi, chế định và thực tinh pháp. Thì cái chế định mà nó có thực tinh pháp á thì tướng chung tướng riêng nó rõ ràng, còn cái chế định mà nó không có thực tinh pháp á thì cái đó là mình không không có phân tích tướng chung tướng riêng được, bởi vì nó không có thực tinh pháp. À, dù có những cái câu mà người ta nói thông thường á, mình tìm cái thực tinh pháp không có, nhưng mà cái lời dạy Đức Phật đó, tất cả những cái câu Pali nào, cái danh từ Pali nào mà ngài nói ra đó, nó đều có cả hai hết đó. Nghĩa là đều đều phải có chỉ pháp hết, chứ không thể nào không có được, thành nó mới có tiếng chung tiếng riêng được. Còn có những cái chế định nó không có thực tính pháp thì cái nó chỉ có một thôi, chứ nó không có thể có đủ cả hai cái chung cái riêng đó. Thành nó quý vị nên mình nhớ để mình phân biệt để cho nó dễ, chứ chứ không phải cái là lúc nào mình nghĩ là nó phải giống nhau thì thật sự nó không có giống nhau. Dầu rằng cái bàn này mình thấy cái bên ta gọi là cái bàn á, nó giống nhau đi nữa nhưng mà nó cũng khác nhau một số cái điều kiện mà chỉ có ông thợ ông làm ông mới biết mà thôi. Đó. Ví dụ con người mình nhìn đi, người Việt Nam nó giống giống nhau nhưng mà không phải. Đó. Bởi con người mình sinh ra nó có bốn chuyện nó nói, thứ nhất là nghiệp, thứ hai tâm, thứ ba dục thực, thứ tư thời tiết. Cái thời tiết nó làm cho con người đó như thế nào, cái vật thực làm cho con người như thế nào, cái nghiệp nó sanh ra con người đó như thế nào, còn cái tâm nó sẽ suy nghĩ của họ thì họ cũng đã khác nhau rồi. Người Việt Nam nó sẽ suy nghĩ đâu giống nhau, bởi vì nó dựa vào một số cái điều kiện về xã hội nữa, thành ra sự suy nghĩ cũng khác nhau chứ sao khi giống nhau được. Đó. Nhưng mà khi mình nói giống hay khác mình phải dựa vào thực tính pháp thì mình mới quyết định được nó, bởi vì thực tính pháp thì nó không có thay đổi. Nam mô với thầy á. Nam mô Bụt Tha, dạ, con kính tri ân về lời dạy của sư ạ. Con vẫn lấy dựa vào cái vấn đề về mà thực hành tuần tự pháp như sư vừa mới dạy hồi nãy đó, sư, cái tham má nút tham má mà patipatti, thì sẵn sư đề cập đó rồi đó, thì con nêu lại là bốn cái duyên để mà nó sinh cái tâm đạo siêu thế, để nhờ sư chỉ dạy về những cái duyên khác. À, thì cái duyên thứ nhất đó là cái sappurisa sẩm xê quá, đó là gặp cái bậc thiện trí, thì xin sư giải thích rằng là như thế nào thì mình có thể được xem như là một cái bậc thiện trí mà ở cái thời nay thì Phật tử nên thân cận. Đó là cái vấn đề câu hỏi thứ nhất. Cái câu thứ hai là cái chữ sát tham má ở đây chúng ta nên hiểu là gì. Dạ, như vậy xin sư chỉ dạy về hai cái vấn đề đó ở trong bốn cái duyên. À, để mà sanh cái tâm đạo siêu thế. Nhà con kính gửi mic cho sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, kính bạch chư tôn, dạ kính thưa cho quý vị, bậc thiện trí chúng tôi có nói nhiều lần, có lẽ là mình không có nghe. Bậc thiện trí ở đây đó có ba hạng mà thôi. Thứ nhất bậc thánh, thứ hai bậc đắc thiện, thứ ba tam tạng pháp sư. Thì nếu mình gặp bậc thiện trí là mình phải gặp một trong ba cái đó mới bảo đảm. Đó. Còn diệu pháp, chữ diệu pháp là gì? Là cái bậc đó phải nói đúng theo lời dạy Đức Phật, giải thích đúng theo lời dạy Đức Phật, chứ không thể nào mà nói khác được. Người đó, người đời đó có thể là biết lời dạy Đức Phật, nhưng mà chúng tôi nói đó, nếu mình sanh vào cái khoảng đầu tiên 1.000 năm đầu mình nghe lời dạy Đức Phật ít nhất nó còn chính xác. Bây giờ mình nghe lời dạy Đức Phật đó
Đối với ngôn ngữ thì nó vẫn chính xác nhưng với nghĩa nó lại khác. Bởi vì ngôn ngữ của người đời cái nghĩa nó vẫn thay đổi theo thời đại chứ nó không có cái ấy, cái lời nói. Quý vị gặp ông già 90 tuổi người Việt Nam, cái ngôn ngữ ông khác, cái ông già 40 tuổi. Và mình bây giờ mình qua cái xứ khác mình sống, mình lại nói tiếng Việt nó lại không không giống như tiếng Việt cách đây ba 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 chục năm à. Đó, thành ra chỉ diệu pháp là tại sao người ta phải nói là diệu pháp, tại vì cái đó là phải là Phật ngôn đó. Mình gặp bậc thiện trí tức là cái bậc đó là thí dụ như là bậc thánh thì ta phải biết chắc chắn Phật cái đó phải là Phật ngôn hay là không phải Phật ngôn đó. Mà cái bậc đắc thiền đi nữa thì cũng vậy, dù là người ta chưa phải bậc thánh nhưng mà với cái sức học của người ta phải biết đó, thấy không? Thì biết như vậy đó, thành ra mình nghe đúng được cái đó thì mình mới có khả năng để mà mình thấy được cái thực tinh pháp của nó để mà mình ấy như thế nào. Chứ quý vị nên nhớ đó, cái tệ đầu tiên đó để mình có thể mình đi 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 lên thành bậc thánh được đó. Tệ đầu tiên là tệ thấy danh sắc đó. Mà nếu mình học sai giáo pháp rồi đó chắc chắn là mình không thể thấy danh sắc được đó. Bởi vì cái lời dạy mà có được danh sắc mà đúng mức để mình thực hành chỉ có lời dạy của Đức Bổn Sư Gotama mà thôi, chứ còn ngoài cái giáo pháp này là không có. Mà khi mà không có rồi đó mình gặp cái bậc đó có thể là bậc trí giả bậc gì không phải, nhưng mà không phải là bậc thiện trí thức đó. Bậc thiện trí thức phải là cái bậc biết rõ ràng giáo pháp của Đức Phật, biết thế nào rõ ràng chứ không phải nói chơi được đó. Thành ra cái bậc thiện trí rất nhiều cái chú giải nói là bậc cái bậc thiện trí mà trong mấy một số cái điều kiện như vậy đó, một là bậc thánh, hai bậc đắc thiền, thứ ba là phải là tam tạng pháp sư đó. Là tam tạng pháp sư ít nhất là họ cũng hiểu, nghĩa là không giống như bậc thánh nhưng mà ít nhất là họ không hiểu sai cái lời dạy Đức Phật rồi. Thành ra đó là những cái điều mà chúng tôi muốn đóng góp cho việc Nam Mô Bổn Thầy á. Nam mô Bụt Thà, dạ, xả thú, dạ, con rất là hoan hỷ, dạ, xin kính tri ân về những cái lời dạy của sư ạ, dạ, xin mời mọi người khác nêu các cái vấn đề lên, xin mời mọi người. Xin mời, không có ai đưa lên nữa hả? Xin mời mọi người gõ lên hoặc là giơ tay lên. Rồi, như vậy cũng không có, chưa có ai nêu cái câu hỏi vấn đề gì cho sư giảng. Thì con nêu một cái đoạn kinh, một cái đoạn kinh này á, thưa sư, lại xác nhận rằng á, là có một pháp này các tỳ kheo nếu mà được tu tập và được làm cho sung mãn á, sẽ đưa đến sự mà gọi là hướng nhàm chán rồi ly tham rồi đoạn diệt an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn. Thì một pháp ấy là gì? Chính là niệm Phật. Nhưng mà theo ở trong dạy về thiền định á, thì cái đề mục mà niệm ân đức Phật á, thì chỉ đưa đến là cận định mà thôi. Và ai cũng hiểu rằng á, là thiền định không thể đưa đến chứng đắc đạo quả, chỉ có cái tuệ quán ở trong cái vipassana của cái thiền thiền tuệ đó, cái thiền niệm xứ đó, thì mới dẫn đến cái vấn đề là đạt được là cái đạo quả giác ngộ được tứ đế. Còn 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 thiền định thì đâu thể nào mà giác ngộ được chân lý tứ đế mà giải thoát cái sinh tử luân hồi chấm dứt cái là đạt được cái đạo quả. Nhưng mà ở cái đoạn kinh này rõ ràng là đã dạy rằng là gì, cái pháp niệm Phật là đưa đến sự đoạn diệt
an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn. Dạ, như vậy thì cái đoạn kinh này chúng ta cần phải hiểu như thế nào? Dạ, con kính gửi mít cho sư chỉ dạy. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch Kỳ Tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Cái bậc cái này trong cái hình như tiểu bộ kinh như vậy, chúng tôi có động lực. Nhưng mà chúng tôi tìm hiểu thì trong chú giải thích như vậy rồi. Là khi mình niệm ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng đó, thì nó chỉ đưa tới cần định mà thôi. Rồi khi mà nó tới cần định đó, chúng sanh nó phải dùng cái thực tính pháp trong cần định đó đó, tức là quý tất cả quý cha đá bi tị sục hạ gì đó, dùng cái đó để làm đối tượng cho thiền minh sát thì mới được chứng đắc đạo quả niết bàn được, chứ không phải niệm ân Đức Phật để chứng đắc đạo quả niết bàn, mà nhờ cái niệm Phật này đó nó mới đưa cho mình tới những cái chi pháp trong cái thiền đó, nghĩa là cần định đó, đúng không? Thì lúc đó là những cái chi thiền nó rất là rõ ràng. Dầu rằng gì đó không thể đắc thiền được, nhưng mà chi thiền rất rõ ràng. Thì dùng cái chi thiền nó làm đối tượng cho thiền minh sát để tiếp tục đi lên. Đó là theo chú giải. Còn chúng tôi thì chưa tới đâu, không biết bạn. Nam mô Bố Thầy giá. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, còn kính tri ân về lời giải của sư ạ. Dạ, cho nên rằng là có nhiều cái đoạn kinh, có nhiều cái đoạn kinh mà nếu mà không có chú giải mà mình hiểu trực tiếp ở trên đây thì rõ ràng là nó rất là dễ bị hiểu lầm. Con xin đọc cái câu hỏi của cái nick là Nguyên Trang. Là kính thưa Ngài, bảy yếu tố của bậc thiện tri thức là gì? Xin Ngài chỉ dạy. Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bố Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, hay dạ kính thưa cho quý vị. Tự nhiên hỏi bất tử của chúng tôi cũng không nhớ cái bảy yếu tố bậc thiện trí là gì, để đó thì mai mốt tìm thì khi nào tìm ra rồi để trả lời cho. Nam mô Bố Thầy, dạ hỏi mà lựa cái người không phải là bậc thiện trí thức mà hỏi thì chết rồi. Nam mô Bố Thầy, dạ. Nam mô Bụt Tha, dạ. Dạ, xin mời mọi người khác ạ. Xin mời mọi người khác ạ. Có ai có những cái vấn đề nào, xin mời gõ các câu hỏi lên. Có câu hỏi bên trên hả? À, có câu hỏi đây. Rồi. À, bạch sư ạ, giới của Đức Phật dạy sao thì mình thực hiện như vậy? Có nhiều người nói là không nên chấp vào giới luật quá, vậy thì có đúng hay không? Dạ, con kính gửi mic lại cho sư. Mô Bố Thầy, dạ kính bạch Chư Tôn, dạ kính thưa cho quý vị. Khi mình chấp là tâm mình là ác pháp thì không nên chấp là phải rồi, chứ còn hỏi gì nữa. Đức Phật dạy ra những cái điều giới đó, tức là những cái điều đó nó gây trở ngại cho cái pháp hành của mình để có thể tiến lên cái những cái pháp cao siêu hơn thì như là thiền hay đạo quả. Thành ra khi mình chấp vào cái đó không mà mình không làm gì khác thì làm sao mà được cái gì, thấy không? Thì bởi vì mình chấp vào giới luật mà mình quên cái chuyện mình hành những cái pháp khác thì cái chuyện đó nó không đúng là phải rồi, không có nên làm. Nên nhớ Đức Phật dạy đó, bây giờ người ta chia làm ba, chứ hồi xưa thì có hai thôi, luật và pháp. Chính Đức Phật cũng nói là luật nào ta đã chế định, pháp nào ta đã tương thiết, luật và pháp ấy là thầy các ngươi khi Như Lai Niết Bàn. Đó rằng nếu mình chấp vào giới luật
mà mình quên cái pháp thì không có được. Em nên nhớ chuyện đó. Không mình giữ giới cho nó được trong sạch, nhưng mà giữ giới được sạch để mình cái pháp của Đức Phật dạy. Sau này thì nó có một số cái điều kiện có gì mà nó khó quá thành người ta mới chia đó, chia ra thành luật tạng, ngày xưa kinh tạng với gì về pháp tạng là vậy nha. Để cho quý vị hiểu dễ hơn là vậy, chúng ta học dễ hiểu hơn. Chứ còn bây giờ hồi xưa không á, nguyên cái tạng mà vừa kinh vừa chi vừa pháp đó, đọc vô chắc nhức đầu lắm. Nam mô Bích Thầy vậy. Nam mô Bích Thầy vậy. Rồi xin mời những cái vị khác ở trong room mà nêu các cái vấn đề lên. Con kính mời sư dùng trà. Xin mời các quý vị. Mời bà con ai có những cái vấn đề, những cái câu hỏi nào đó nêu lên đi. Chúng tôi sẽ đọc cho. Các anh chị gõ đi. À, vậy con nêu một cái câu hỏi của một cái vị là họ nêu cái vấn đề như vậy, thưa sư, là Phật tử là dường như là không có ai mà có đắc thiền, cũng không có đắc đạo đắc quả, không có đắc thiền chứng gì hết. À, như vậy thì có cái cách nào á để cho một cái người Phật tử bình thường như vậy đó, không có đắc thiền, không có biết đạo quả gì hết, nhưng mà có thể hạn chế hoặc là tránh đi những cái tư duy mà gọi là những cái tư duy tà kiến đó, thưa sư, rơi vào những cái tư duy tà kiến. Như vậy thì xin sư chỉ dạy về cái cách thức là phải là tác ý và tư duy như thế nào để mà đừng có lọt vào cái loại mà tư duy tà kiến. Còn kính gửi mít cho sư. Nam mô Bụt Thầy gia kinh bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư vị đó, thì bốn câu nãy vừa nói đó, gặp bậc thiện trí nghe diệu pháp, thì gặp bậc thiện trí được mà được nghe diệu pháp đó thì làm sao mà thà lao được, nghe không? Thời buổi này đó, đa số chúng sanh tào lao đó là nó có nhiều lý do lắm chứ không phải không. Chúng sanh tào lao nên giáo pháp từ thời Đức Phật cho tới giờ thì quý vị thấy nó suy đồi nhiều hơn là nó được phát triển. Cái người hành để cho thấy giáo pháp Đức Phật đó nó cao siêu như thế nào đó, càng ngày càng ít đi. Càng ngày càng ít đi. Đó. Tại vì khi mà giáo pháp càng ngày càng ít đi đó, thì những cái bậc mà thứ thiệt á, bậc mình gọi bậc thiện trí đó, người ta không có lê la để cho mình gặp dễ dàng. Ví dụ như quý vị ở chưa có đi không biết, chứ chúng tôi từng đi đó, ở Miến Điện đó, nghe đồn một số vị vậy đó, nghĩa là phải tới cái bìa rừng mà rình chờ ngày đi trì bình để được đánh lễ ngài, hỏi câu hai câu mà đâu có gặp được, đâu có phải dễ đâu, phải không? Tại vì khi mà họ tới cái trình độ nào đó họ rất sợ bị làm phiền, vậy nên nhớ chuyện đó, phải không? Giống như quý vị tự nhiên là quý vị hành cái pháp gì mà cái tâm nó an nhàn là quý vị đóng cửa liền, chứ ở đó mà để cho người ta vô họ hỏi chuyện với quý vị à. Thì cái này cũng vậy, các bậc thứ thiệt là đa số giờ là họ trốn trốn vô rừng họ ở cho nó khỏe chứ không có ấy nữa. Còn những cái bậc mà dõm dỗm như mình mới học được cái ba mớ mới đi ra rồi là để bố thí pháp rồi, chứ còn cái thứ thiệt không có bố thí gì đó. Bố thí cái thứ thiệt đó là mình phải làm đúng theo như lời tổ tiên dạy là tầm sư học đạo, chứ không có người ta họ không có tầm mình đâu.
Ngày xưa Đức Phật thì không có tầm sư học đạo, nhưng mà Đức Phật nhờ cái vọng trí của ngài nó siêu đẳng quá, thành ra ngài mới coi người nào lọt vào vọng trí ngài để ngài ngài độ. Còn bây giờ chúng ta đó thì phải tầm sư học đạo chứ, nghe ông nào giỏi muốn học rồi phải đi đáng đi tìm cái đó để mà học, chứ họ không có đi tìm chúng ta. Đó. Giáo pháp càng ngày càng suy đồi, và chúng ta càng ngày càng nghĩa là xa 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 rời giáo pháp nữa. Xin thưa quý vị, đó là cái điều rất là đáng buồn mà điều chúng ta không thấy. Mà quý vị không gặp được bậc thiện trí, không nghe được giáo pháp thì các ngài thứ thiệt như vậy đó, thì chắc chắn là cái đầu óc mình nó tào lao như bình thường rồi. Là chuyện bình thường, mình không tào lao mới là chuyện đáng nói, chứ mình tào lao là chuyện bình thường rồi. Đó. Thật sự ra đó, đừng nói về ngay cả đi học cũng vậy, chứ đừng nói đi học đó, thì trong thời gian học mà thì mình mới gắng cố gắng mình học thôi, chứ mình học về xong rồi cái bắt đầu là xè cái nhạn rồi là xin lỗi quý vị, từ từ nó quên lần lần quên nào không hay. Chúng sanh như vậy đó, thành ra Đức Phật đã tiên đoán giáo pháp của ngài đó là khoảng 5.000 năm tuổi thôi, chứ đâu có nhiều đâu quý vị, thấy không? Đó. Mà mình coi thường cái điều đó thì nó mình không có khe, chứ đáng lẽ bây giờ mình biết giáo pháp 3.000 tuổi, đáng lẽ mình gặp được giáo pháp mừng nó phải đáng học. Nhưng mà thường xưa đó là đã không học rồi mà tới tới chùa để làm chuyện khác, chứ không phải tới chùa để làm gì, xin xăm cầu an cầu siêu, chứ đâu có tới chùa để học đạo học pháp gì đâu. Xin lỗi quý vị, quý vị tới cái chùa nào mà Phật tử tới để học đạo học pháp rồi quý vị chỉ ra. Tới đây là chỉ cầu an cầu siêu rồi này kia thôi, chứ quý vị thấy người đời nó khổ vậy đó, mà cũng chưa chịu, thì quý vị cũng nên coi chừng cái bản thân mình đó. Bởi vì khi mà mình tắt thở rồi đó là kiếp sau là giáo pháp suy đồi theo, chứ nó không có tiến bộ theo. Mà mình tắt thở chừng 2-3 lần là sao giáo pháp biến mất rồi. Nên lúc đó là có muốn học cũng không biết học đâu. Nam mô Bích Thầy á. Nam mô Bố Tha Giá. Dạ, con thay mặt trong room xin kính tri ân lời dạy của sư. Sẵn cái vấn đề đó, đó thì con nêu một cái vấn đề về thực tế là như vậy. Bây giờ mình học rất là nhiều, ví dụ như vậy, mình học rất là nhiều, mình học tâm tâm sở rồi tâm sở này đi chung với tâm sở kia, rồi mình học đồ rất là nhiều như vậy, nhưng mà Phật tử mình đi học nhiều như vậy, thậm chí là cũng tham gia thực tập những cái khóa thiền rồi học rất là gắt à, nhưng mà đó, đối diện với lại những cái vấn đề thực tế đó thì vẫn còn sân, vẫn còn luyến ái à, vẫn còn ngã mạn, vẫn còn tự ti tự tôn, tức là nó còn hết như vậy đó thưa sư. Thì như vậy cái vấn đề con đặt ra đó, như vậy thì những cái giáo lý mà mình học như vậy đó, mà mình không có đem ra mình áp dụng được thì như vậy nó lợi ích cái gì? Dạ, như vậy cái vấn đề đặt ra như vậy thì bằng cái cách nào mà mình sử dụng những cái giáo lý mình học đó để mà mình giải quyết được những cái vấn đề thiết thực ngay trước mắt ở trong cái đời sống hiện thực của mỗi người, à, cái sự sợ hãi, cái sự lo lắng với bệnh, với già, với chết, cái sự luyến ái vào tài sản, vào vợ con, vào chồng, vân vân. Đó, thì cái giáo lý mà mình học mình sẽ ứng dụng như thế nào để mà có được một cái kết quả nó tương đối là thiết thực ở trong cái đời sống hiện tại. Dạ, con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Nam mô Bổn Thầy Gia Kinh Bạch Chư Tôn Hiền Giả, kính thưa cho quý vị, cái giáo lý mình học đó là phải nói nó không có đủ, mình học không đủ chứ không phải giáo lý nó không đủ, mình học nó không có đủ để mình có thể đem ra ứng dụng một cách mà nó tương đối nó thoải mái. Mà khi mình không đem ra ứng dụng tức là mình không có thể đem ra hành được á, thì làm sao mình thấy được cái thể sự thật. Quý vị nên nhớ đó, cái quyển Thắng Pháp Tập Yếu Luận với những cái quyển mà Đi Ca
chú giải sẽ giải thích cái quyển Tăng Pháp Tập Lý Luận Thông á, thấy không? Nếu mà quý vị học mà cho đầy đủ, cho hiểu tới nơi tới chốn đàng hoàng đó, không có dưới 15 năm đó. Quý vị biết những cái thứ mà họ dạy thứ thiệt đó, thường thường học mấy ông đó học cái môn duy diệu pháp này để hiểu thêm một số chuyện đó là không có dưới 20 năm, mà trong khi mình học qua lâu, còn đâu mình chỉ học những cái tên không mà thôi, rồi mình không hiểu tới nơi tới chốn, mình không thể đem ra ứng dụng được. Mà khi mà không đem ra ứng dụng được đó, rồi mình lại theo đời, rất là học chi pháp như đủ đủ để hành rồi, thật sự là mình không có đủ tư cách để đi hành nếu mình học như vậy. Dầu rằng bây giờ những cái trường thiền mà tương đối mà có ông thiền sư mà nghĩa là thứ thiệt á, thì nếu không hết gì hết cung cấp không có nhận vô. Nhưng mà cái trường thiền mà chúng tôi có giữ một trường thiền vậy thì ông cũng nói vậy, ông nói đây đó là cái tối thiểu để mình giúp người ta hiểu ứng dụng gì về pháp trong pháp hành mà thôi, chứ nói thiền là ông nói là không, chưa đủ tư cách. Thì mình biết mình học cái kiểu của mình đó, học hết 9 chương rồi học thêm những cái gì ông sùm đó, nó chỉ là con số không, thành ra mình không thể ứng dụng để mình ấy được. Thành ra nhiều người, quý vị ơi, hỏi những cái người nào mà đã từng đi những cái trường thiền mà ở Thái Lan mới điện đó, hỏi vô trong đó họ có hỏi gì liên quan tới thực tính pháp được không? Không có. Thì làm sao mình nói mình đem ra mình ứng dụng được đó. Tại vì cái học của mình á, học để giống như là mình giữ lại những cái gì mà hay ho của Đức Phật để lại thôi, chứ mình đâu mình học, muốn học để cho hành các chuyện khác, chứ không phải dễ đâu. Ví dụ như bây giờ mình học 10 cái phương pháp để tạo phước đi, bố thí trì giới đó. Bây giờ mình học rồi đó, mình đi tới chùa mình nói mình xin giới, mình có hiểu giới là gì chưa? Làm thế nào để phạm, làm thế nào để không phạm, nó bao nhiêu chuyện trong đó đó mình hiểu tới nơi chưa? Nhưng thưa chưa, nó không phải dễ đâu quý vị. Giáo pháp Đức Phật á, mình nói nó rất là vi tế, nó không phải dễ như mình tưởng đâu. Đó. Thành ra mấy cái điều mà hồi nãy chúng ta nói với quý vị đó, đầu tiên là gì? Là tam quy. Rồi tới đó là phải giới, giới phải học cho hiểu đàng hoàng, nó có 4 loại đàng hoàng, 4 loại đàng hoàng. Đó. Cho tụ bà rí sụt tích xỉn để cho giới nó được trong sạch đó. Sau 2 cái đó rồi đó mới tính cái chuyện khác được. Còn mình chưa học hết mấy cái đó, mình tính tính cái chuyện thiền là nó chơi cho vui, chứ mình cô làm cũng được. Bởi vì mình thật sự chưa trong sạch, chưa được buông được những một số cái chuyện đáng buông trong cái não của mình. Bởi vì cái pháp hành nó khó lắm, chứ nó không có dễ giống như mình nghĩ đâu ha. Đó. Phải học tới nơi đàng hoàng, gặp thiền sư thứ thiệt đàng hoàng thì mới được. Đó. Bởi vì đó, hồi nãy Quỳnh nêu lên muốn được cái tâm đạo siêu thế gì, gặp bậc thiện trí nghe diệu pháp đó, rồi biết như lý tắc ý, rồi phải biết hành theo từng từ pháp, tức là những cái pháp nào liên quan tới mình hiểu mình có thể hành được, chứ không phải là mình học cái gì mình hành cái đấy, không phải. Thấy không? Nhiều khi mình học rất là nhiều, mình học 10 chuyện nhưng mà nó chỉ có 1-2 chuyện mình đem ra mình ứng dụng trong pháp hành thôi đó. Bởi vì cái này là cái tóm tắt những cái điều kiện để có thể là trở thành một cái vị thánh được. Chứ ta đâu phải ta nói một người, ta nói cái này cho cả 100 người. Mà đâu phải người nào cũng phải cần bao nhiêu đây, có người ta cần không tới, thấy không? Nên là mình phải hiểu, mình học để mình hiểu, để mình nhìn vô đó. Cái điều mà cái gì thiền sư đã dạy như vậy, vậy đó, dạy chung tại vườn thường thiền sư đó. Mà trừ phi mình trình pháp thì mới gặp riêng thôi, còn không
ổng nói pháp, ổng nói chung chung, ổng dựa vào những cái pháp mình trình á, trình hàng ngày, ví dụ như người này trình sao kia, trình sao này kia, ông chồng nó dựa vào pháp đó để ông lấy cái bài kinh nào liên quan tới cái đó để ông dạy đó. Thành ra mình chỉ có dính một chút trong đó thôi chứ đâu có dính nhiều. Mà nếu mà dính chút mà mình không hiểu á, mình cứ tưởng ở nó phải phải nhiều giống như ông thì sẽ không thấy pháp là mình chết đó. Cũng giống như học ở đời vậy, không có gì học cả năm, nhưng mà tới chừng thi cái đề tài, cái đề thi đó nó chỉ chưa tới 1/10 của cái chuyện mình học cả năm đó mà, phải không? Thì cái học cái học học pháp vậy, mình học nhiều vậy đó, mình mới dùng một số cái điều kiện rất ít để mình hành được. Thành ra mình học mình phải hiểu, học nhiều hiểu nhiều, nhưng mà khi hành nó không không phải lấy hết cái đó ra mà hành đó. Ví dụ như bây giờ mình nói thiền chỉ đi, nó có 40 đề mục tất cả, thì mình phải tìm hiểu hết 40 đề mục, nó phù hợp với bao nhiêu loại cá tánh, nó phù hợp với những điều kiện như thế nào thế nào thế nào. Nhưng khi mình hành thì một chuyện thôi, chứ làm sao mình lấy hết cả 40 đề mục đâu mình hành lần à. Thì cái này cũng vậy nhá. Mình nghe, mình nghe qua thứ thiệt mà họ nói đó, mình nghe đó, nhiều khi họ nói 50 chuyện nhưng mà mình chỉ phù hợp hoặc ứng dụng được một hoặc hai chuyện mà thôi đó. Nhưng mà rất tiếc nếu mà một hai chuyện mà nó phù hợp với mình đó, mà không, mà vì thiền sư nói quá vắn tắt thì mình cũng ngồi chờ, ngồi chắc lưỡi hết hà thôi chứ làm sao ứng dụng được đó. Nên nhiều hiểu cho nó, thành ra phải học cho nó đầy đủ, cho đúng chi tiết, học hiểu cho nhiều. Rồi khi mình lần đầu tiên mình đi hành thiền phải gặp vị thiền sư tứ thiệt mà có thể hiểu được cái điều kiện của mình đó, thì họ mới giúp mình lấy một số vấn đề mà mình học ra để mình ứng dụng được. Còn mình gặp vị thiền sư mà không có như vậy á, thì họ họ chỉ nói một cách tổng quát, thì nói rồi vô vậy vậy vậy, thở vậy 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 vậy, thì mình qua khỏi quá thiệt, mình đi về mang theo cái con số không mà thôi đó. Anh học thì phải học rất nhiều, nhưng mà khi ứng dụng thì ít thôi chứ không mấy, cũng giống như đi thi vậy đó. Bây giờ học một năm bao nhiêu chuyện, nhưng mà khi mình vô mình ngồi đó mình làm bài bài thi mình đâu có làm nhiều đó. Mà không phải mình học nhiều mình làm ít rồi mình rớt, thấy không? Đó, nó có những cái chuyện vậy đó, vì nên suy nghĩ lại, suy nghĩ cho kỹ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, con kính tri ân về lời dạy của sư ạ. Rồi, dạ xin mời mọi người nêu các cái vấn đề khác. Rồi, xin gửi mic cho chị Hà đặt câu hỏi trực tiếp với sư. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sơn Thầy, dạ, và con kính đảnh lễ ngài Trí Đức, ngài Liễn Tông, Chư Tôn Đức Tăng, con kính lễ các cô tu nữ và con kính chào đạo tràng. Dạ, thưa ngài, con và bạn đạo, con có học cái trong một cái bài của ngài Bú Chơn nói về kho tàng pháp bảo, thì nói về cái 10 cái phiền não đó, thì cái phần mà mà nói về kiến thức đó, đích thí đó, thưa ngài, thì ở đây con thấy nó không phải là nicca đích thí, thì không phải là tà kiến, cái kiến thức sai lầm á. Thì ở đây nếu mà mình hiểu về cái kiến thức ở đây, mình hiểu là cái kiến thức thông thường ngoài đời, hay là cái kiến thức này về Phật pháp, và do sao mà nó có thể là một cái thứ phiền não, thế này không phải chăng cái kiến thức mà đi kèm với cái ngã chấp, cái kiến thức mà mình cái người phàm mà cho rằng kiến thức mình đủ, hay là mình tội sanh cái ngã mạn, thì có phải nó cũng thuộc loại là cái phiền não nó phát sanh không? Dạ, con kính trao mic lại cho ngài giảng dạy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tôn hèn giả, kính thưa chư vị, hồi nãy chúng tôi nói rồi đó, cái đích thị đó, trong kinh Tạng thì nói đích thị đó là kiến thức, tức là cái sự hiểu biết. Nhưng mình dựa theo Di Diệu Tạng thì khác, là tại sao?
Tại vì Diệu Tạng á, cái chi pháp của cái chữ đích thị này đó, nó lại ở trong bốn tâm tham. Bốn tâm tham đầu đó ha. Thành ra nếu mà nó nằm ở trong đó thì cái kiến thức này là xài không được. Thế làm sao xài được? Dù rằng mình có dịch cái gì đi nữa đâu, mình dịch kiến thức mình, nhưng mà khi mình nắm lấy chi pháp mình coi nó nằm đâu, mà nó nằm trong bốn tâm tham học tà đó, thì thôi chứ làm sao mà nó cái kiến thức nó xài được đó. Thành ra các bạn nhiều khi mình dịch có những cái chữ người ta dịch theo cái lối từ ngữ thông thường đó, mà người ta không có dựa vào cái thực tính pháp. Thành ra mình khi mình học về thực tính pháp, mình dựa vào đó mình phải biết nó nằm đâu. Thành ra cái kiến thức đó là xài không được rồi. Bởi vì cái anh chàng này anh ở trong cái bốn tâm tham học tà mà, thì cái kiến thức đó làm sao xài được? Nếu mà kiến thức đó mà xài được á, nó có lợi đó, thì Đức Phật không có biểu mình hành để diễn nó, thấy không? Cái anh chàng này đó là cái anh chàng bậc sơ quả sơ đạo đầu tiên đã diệt được nó rồi. Bậc sơ đạo đầu tiên diệt được có hai chuyện mà thôi, tức là đích thị với quý vị kịch trả, tức là mình dịch theo theo gì pháp là tà kiến với hoài nghi đó, đó thấy không? Anh nói mình phải coi nó nằm chỗ nào. Dù rằng ta nói nó phiền não mà người ta chỉ nói chơi chơi vậy, người ta dịch về đó, thì mình phải biết nó nằm chỗ nào, thì mình dựa vào cái điều kiện của nó đó thì mình mới mới biết nó là cái gì tốt hay xấu mà thôi. Chứ còn nếu không thì mình lầm chết. Bởi vì nghe cả ngoài mình ra đường mình thấy rất nhiều người tướng rất là sang đồ này kim sụp, nhưng hỏi cái tâm họ là thứ thiệt hay thứ giả thì không ai biết hết đó. Thì cái này cũng vậy, mình dịch là kiến thức, nhưng mà mình không có học gì thêm gì về pháp thì mình cho cái thứ rất là chắc tốt đó. Nhưng nó không phải đó. Nam mô Bích Thầy vậy. Dạ, sa hạ thú sa thú, con kính tri ân lời giải của ngài. Dạ, con xin trao mít lại cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha. Dạ. À, xin mời các anh chị khác. Xin mời mọi người nêu các cái câu hỏi và các cái vấn đề của mình lên. Không có ai nêu lên câu hỏi tiếp theo ha. Dừng lại để cho các anh chị gõ lên á. Bà con gõ lên đi rồi chúng tôi sẽ đọc các cái câu hỏi. Dạ, thì trong khi chờ đợi đó, con xin nêu một cái vấn đề nữa. Đó là, thưa sư đó là con quan sát ở bên ngoài thì có khi nào đó thưa sư, chính cái sự mà mình phân tích chi pháp, mình lập luận, mình lý luận mà nó quá đúng, nó quá chặt chẽ, nó quá logic đó thưa sư, có khi nào mà chính cái sự đó đó nó lại là một cái yếu tố để mà nó ngăn che cái việc mà mình có thể tiếp xúc được với lại cái pháp thực tánh không được? Tại vì cứ nêu ra một cái vấn đề gì đó là lập tức ở trong đầu nó khởi lên một cái loạt những cái khái niệm về chi pháp, và nó lập luận, nó lý luận, nó rất là logic. Tức là nhìn ở cái góc độ gọi là cái thế tục đế, ở cái góc độ mà gọi là tục đế thì là rất là logic và chặt chẽ. Nhưng mà thật ra đó thì có khi nào là chính những cái lý luận đó đó, chính cái sự hiểu biết mà nó quá là chi tiết, chi ly như vậy, chặt chẽ như vậy, logic như vậy, nó lại là cái nguyên nhân mà nó che mờ, nó làm cho mình không có nhận ra được, không có tiếp xúc được với cái thực tại ở ngay trước mắt. Mà cái thực tại thì nó là gì? Nó lại xa lìa về cái tướng, về chế định, về ngôn từ, về khái niệm. Và con kính gửi mic cho sư chỉ dạy về cái vấn đề này. Con gửi mic cho sư. Nam mô Bồ Tát và kính bạch Tiểu Thông Hàng giả, kính thưa cho quý vị.
Đó là lý do tại sao mình muốn có được một cái điều kiện đầy đủ thì phải có yoni sổ manasikara là như vậy. À, quý vị thấy cái chữ yoni sổ manasikara mình dịch đó, à, mình dịch là như lý tác ý. Nhưng mà mình biết cái trái chữ đầu tiên của chữ đó là yoni, tức là cái nó có nhiều nghĩa lắm. Nhưng mà cái nghĩa là cái sự khởi đầu. Tại sao sự khởi đầu? Bởi vì cái chữ này nó chỉ cái bộ phận sinh nở của người nữ á, nó bắt đầu cái sự khởi đầu đó. Thì nếu mà mình có điều kiện để mình những cái mà mình phân tích đó, nó cái điều kiện bắt nguồn của nó như thế nào là mình phải biết đó. Biết để làm gì? Để xem cái sự suy nghĩ của mình nó thực sự là ứng dụng được trong thời gian đó hay không, chứ không phải là lúc nào mình ở cái chỗ đó, cái môi trường đó mà cái sự suy nghĩ của mình giàu rằng nó đúng theo thực tính pháp đi nữa, nhưng mà chưa chắc nó đã ứng dụng được cái điều kiện của thời gian không gian lúc đó. Đó, thành ra mình vô ni sổ, cái chữ vô ni đây đó để cho mình chỉ cái điều kiện, nghĩa là khởi điểm của cái mà mình đang ở và khởi điểm của sự suy nghĩ của mình đó. Yoni sổ manasika đó này nó phải phù hợp với cả điều kiện đó. Thành ra nếu phù hợp vậy thì cái đó nó mới, ví dụ như mình nói cái lời nói của mình đi, chứ đừng nói gì đó, cái lời nói nó có 5 chuyện nó mới là đúng mức. Nghĩa là điều kiện có tới 5 lần, chứ còn nếu mình nói là chân thì mỹ không cũng không đúng, nó phải phù hợp với ca lá rồi đê xạ nữa, tức là thời gian và địa thế nữa. Thì cái điều đó nó ấy, nhưng mà Đức Phật vẫn còn dạy dầu rằng nó là sự thật đi nữa, nhưng mà nếu không thể nói trong trong điều kiện đó thì Đức Phật vẫn khuyên Chư Tăng im lặng như thường đó. Vẫn khuyên Chư Tăng im lặng như thường. Thành ra những cái chuyện mình suy nghĩ có thể là nó đúng đó, nhưng mà nó đúng vào cái thời buổi nào, có phù hợp với cái mình đang đứng trước hay là cái điều kiện mà mình đang đứng đó hay không, hay là nó chỉ phù hợp trong cái não của mình mà thôi. Anh nó phải cẩn thận mấy cái đó chứ không không có được. Quý vị đó, ví dụ như quý vị mình học Phật pháp mình biết, mình thấy người ta đầu tiên là mình phải nhìn vô cái suy nghĩ của mình, không ai làm hết đó. Mà mình nhìn mặt người ta cái mình cái đầu óc mình nó phát ra câu liền, mặt thấy ghét liền, mà mình chưa biết họ là ai, thấy không? Thì vấn đề nó là như vậy chứ nó đâu, vấn đề nó không có đơn giản như mình nghĩ đâu nha. Mình học thì mình học Phật pháp cũng vậy, mình học theo một chiều, nhưng mà khi mình ứng dụng mình phải ứng dụng cái chiều ngược nữa, chứ mình ứng dụng theo cái chiều xuôi đó là nhận chết như thường nha. Nhận chết như thường, ứng dụng cái chiều xuôi và chiều ngược đó. Quý vị thấy như bây giờ đó, bây giờ quý vị coi 8 cái chi thì 8 cái chi mà mình gọi đó thánh đạo đó ha. Có những cái lúc nghĩa là nó đi bắt đầu từ dưới lên trên đó, chúng tôi không nói là ở tâm siêu thế, nếu ở tâm siêu thế thì nó làm một chuyện là cái tiền nó miễn bàn rồi, nhưng mà bắt đầu nó đi trước khi nó vô tới tâm siêu thế, dụ tệ thứ nhất cho tới tệ thấy đó, nghĩa là có những cái chi pháp nó quan trọng ở chỗ nào thì nó mới dẫn đầu chỗ đó thôi, chứ đâu phải là lúc nào trí tuệ nó cũng dẫn đầu đâu, phải không? Đó, thành ra cái đó là phải mình phải coi chừng, như cái điều mà huynh suy nghĩ vậy cũng phải coi chừng, để trước khi mình có thể mình thấy cái sự suy nghĩ đó nó có phù hợp với những cái điều kiện đó hay không, về thời gian, về không gian rồi này kia bao nhiêu chuyện thì mình mới có thể mình tính chuyện khác được. Còn nếu không á thì mình cứ dính mắc vào chỗ đó hoài, mình nghĩ là mình nghĩ là mình làm đúng theo sách vở, theo tịch tính pháp mà học đàng hoàng, mà bây giờ thì sao vậy? Nó không đúng theo tịch tính pháp nhưng không đúng theo một số điều kiện khác thì cũng nên xếp qua một bên. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha. Dạ, còn kính tri ân về lời dạy của sư ạ. Dạ, xin mời mọi người.
Chúng tôi dừng lại để mọi người gõ những cái câu hỏi lên đó. Rất là quý về những cái thời gian mà được gặp sư đặt các cái vấn đề trực tiếp như vậy đó bà con. Giống như sư cũng có gián tiếp nói rằng mình ví dụ như tu thiền là mình cũng phải gặp những cái vị thiền sư thứ thiệt, cho nên rằng là cái việc mà mình gặp được chuyên gia là coi như là mình phải lợi dụng, giống như sư nói là phải móc túi vậy. Ngày xưa ông bà mình cũng có người cổ cũng có cái câu là phùng quân nhất dạ thoại mà thắng thập độc niên thư, gặp được chuyên gia một đêm thôi, nói chuyện với chuyên gia một đêm thôi là hơn mình 10 năm đọc sách. Cho nên hôm nay là cứ chủ nhật nào mình cũng được 2 tiếng, xin mời bà con. Ở đây có một cái câu hỏi, chiếc lá mùa xuân. Bạch sư là cho con xin ví dụ về thời gian và không gian ạ. Con gửi mic cho sư giảng về cái vấn đề thời gian và không gian. Nam mô Bố Thầy, gia kính bạch chư tôn hiện giả, kính thưa chư quý vị. Cái đó là tùy theo cái điều kiện mà mình nói thì mình mới tính cái chuyện không gian thời gian được chứ. Chứ còn nếu mình không tính cái điều kiện mình nói, tự nhiên hỏi thì không, thí dụ làm sao? Thí dụ mình nói cái lời đó nên chân thiền mỹ đi, nhưng mà vừa phải dính vào cái thời gian là ngay là chỗ đó nên hay không nên. Cái địa thế cho đó phù hợp hay không phù hợp thì mới dính vào thời gian không gian địa thế trong đó, chứ còn khi không biểu thí dụ làm sao thì theo cái điều kiện của mình thì mình phải coi cái đó. Ví dụ mình muốn thuyết pháp đi, mình nói thuyết pháp, mình học Phật pháp giỏi rồi mình muốn nói pháp thì mình phải coi cái chỗ cái địa thế này nó phù hợp cho mình nói hay không, mà cái thời gian như thế nào. Ví dụ như mình vô chùa mình xin gặp ông sư để mình bàn về Phật pháp một chút đi, nhưng mà phải coi giờ coi chứ, giờ 11 giờ, giờ tới giờ ổng dùng cơm mà mình kêu ổng ra rồi mình nói cho tới 12 giờ mà mới về, phải không? Thành ra cái gì nó cũng phải có đầy đủ cái điều kiện của nó mới tốt, còn không đầy đủ điều kiện đó là không được. Nam mô Phật Thầy giá. Nam mô Bụt Thà dạ. Dạ con sẵn cái vấn đề về thời gian không gian này, con cứ nương theo những cái này để con nêu ra các cái vấn đề. Dạ như vậy á, cái vấn đề về thời gian không gian này đó thì theo đạo Phật thì thời gian và không gian á thưa sư, thật ra nó chỉ là cái sản phẩm ở trong cái trí não của mình thôi, chứ nó không phải là có một cái thực thể riêng biệt ở ngoài. Là tại vì theo cái bản nêu vi diệu pháp thì thời gian và không gian rõ ràng nó là pháp banh nhất tị, nó là chế định, có phải như vậy không thưa sư? Như vậy rõ ràng á, thời gian và không gian á, là nó cũng nương nhau để mà nó thành lập thôi, và nó hoàn toàn nó không phải là một cái pháp có thực thể, nó chỉ là giả định thôi, có đúng như vậy không thưa sư? Và còn gửi mic để sư làm rõ về cái vấn đề này. Như vậy rõ ràng thời gian và không gian nó chỉ là những cái khái niệm ở trong đầu của mình thôi, chứ nó không có phải là một cái thực thể có thật, có phải như vậy hay không? Tại vì ở trong bản nêu nó nêu chữ thời gian và không gian nó là ở 13 pháp chế định. Nhà con gửi mic cho sư chỉ dạy. Nam mô Bố Thầy, gia kính bạch chư tôn hiền giả, kính thưa chư quý vị. Cái thời gian không gian là nó chỉ cho cái điều kiện mà cái nhân quả nó phát sinh. Ví dụ mình làm cái gì đó rồi chừng có lâu có quả thì người ta lợi dụng cái chế định về thời gian không gian để người ta nói đó. Nhưng mà cái điều đó chỉ phù hợp với pháp hiện thế mà thôi. Nhưng pháp siêu thế thì không có thời gian không gian. Thành ra quý vị thấy pháp siêu thế nó có 6 chuyện đó là gì? Một trong những 6 chuyện đó là Akaliko. Nó không liên quan tới thời gian hết đó. Nó cũng không liên quan tới không gian nữa. Nếu mà liên quan tới thời gian không gian, mình hành tới nơi tới chốn, sắp tới nơi tới chốn, nó cái này phải 12 giờ mới được đắc đạo quả. Đạo phát sanh đừng ngồi chờ tới 12 giờ quả mới phát sanh. Nhưng mà để cho người, nghĩa là những cái bậc thiện trí mà người ta muốn cho mình hiểu những cái điều kiện về
về giáo pháp mà ta giải cho mình hiểu đó, thì nó người ta phải dựa vào cái chế định là thời gian và không gian để cho mình thấy. Nhưng mà khi mình hạ thủ công phu rồi đó, nhiều khi mà đi một cái rẹt như vậy đó thì chắc chắn là tính thời gian cũng tính không nổi, bên nó quá ngắn. Ví dụ như mà mấy cái vị mà nghe xong chuyện dài dài vài chục giây sau rồi đắc đạo quả này kia xong đây thì nó mình đến mình tính thời gian không gian cho đó là nó không chính xác rồi. Cái thứ hai, nếu mà khi mà đã đắc đạo quả cái tâm siêu thế nó phát sanh thì nó lại không dính dấp cái không gian thời gian gì cả. Cái gì ra không? Bởi vì cái khi mà đạo quả phát sanh là nó là akaliko, tức là nó không có dính dấp cái thời gian không gian đó. Nó mình khi mình nói mình phải phân biệt để gì, để cho người ta hiểu như cái chuyện đó là như thế nào, dầu rằng nó chỉ là chế định nhưng nó vẫn quan trọng. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình phủ nhận cái thời gian không gian, mình có biết lúc nào thứ bảy đi vô nghe ông sư ở Bồ Na này trả lời Phật pháp không? Thì mình phải dựa vào thời gian không gian chứ, phải không? Phải có thời gian không gian, dầu rằng nó chỉ là chế định, nó không có thực tính pháp, nhưng mà cái chế định nó vẫn quan trọng với cái đời sống hiện tại của con người chứ không phải nó không quan trọng, phải không? Nhưng mà khi mình muốn đi vào thực tế pháp, tức là lời dạy của Đức Phật á, thì mình mới thấy là cái gì mà không có cái thực tinh pháp á, thì cái đó là không quan trọng. Cái đó là mình nói là bởi vì chúng ta nói là mình nói nó phân biệt cái điều kiện đó để mình biết mình nên nói nó ấy không hay là không, chứ còn nếu mà không á, thì coi chừng ha. Đó. Xin được vắn tắt như vậy. Nam mô Bụt Thầy giả kính bạch Chư Tôn Hiền giả kính thưa chư Cận Sĩ Nam nữ trong đạo tràng. Tất cả phước báo phát sinh do pháp hội trong ngày hôm nay xin hãy là mối duyên lành để tất cả chư tôn giả có khả năng để chấm dứt các ác pháp ngủ ngầm nơi tâm. Nam mô Bụt Thầy gia, Nam mô Tham Mà gia, Nam mô Sẵn Khai gia, Nam mô Rất Tịnh Nó Tất Chà Tôi Giác Xạ. Hình như thấy không có gì sư nào trong cái đạo tràng nữa, chúng tôi một chút trước để rồi chúng tôi rời rùm. Bồ Tát Tu Sắp Bà Măng Ca Lăng Rắc Hạnh Tu Sắp Bà Đề Quá Ta Sắp bà bút tha nút vào về nó sắp bà thăm mà nút vào về nó sắp bà sẵn khả nút vào về nó sẽ ra sổ ti và hoàn tu tề. Sa thú lành thai và dạ, con kính cảm ơn Ngài Liễu Tông rất là nhiều đã trả lời những câu hỏi thắc mắc trong đạo tràng chúng con và đã chúc phúc cho đạo tràng chúng con. Dạ, con cũng kính cảm ơn huynh tu học Phật pháp rất là nhiều. Dạ, như vậy thì sư đã chúc phúc cho đạo tràng chúng ta rồi. Vậy con xin đọc phần hồi hướng ạ. Dạ đề quá ta san ti vi hà ra hoa si ni thu bề kha rê bồ thi kha rê ta hình ta tham ma đa nê na pa quan tu bù chi ta xuất thần ca ron tê tha vi hà ra mình đa lê thề ra cha mắt cha na quá ca cha phích ca wô Sarabhika dana bhatti upasaka yama cha de sa ni yama cha ích sa ra sắp ba na phụ ta su khi ta pha hoàn tu tê cha la bu cha ye bi cha anh tha sam pha hoa sang se đa cha ta tha vô bác ca bà ba tỳ ca miêu gia ni căn thầm má quá răng bất tích chất tề sắc bề bị đục khát sa ca rồn tu sằng khai văn tha tu chi răng sắc tăng thầm mô thầm mắt tha ra cha bút gia la sằng khô hồ tu sa mắc vô quá át tha giác giá hi ta giác giá âm hề rắc khanh tu sắc thầm mô sắc bê bi thầm thầm ma cha ri nô hoặc thình sâm ba bu này già ma thầm ma ri dắt ba quê đi tê ngưỡng cầu các đấng chư thiên trong vòng tịnh xá ngự yên hàng ngày ngự nơi đền tháp xưa nay
những nơi điệp thấp nơi cây bồ đề chúng con xin hội họp về sẽ dùng pháp thi tiện bề cúng dân rồi xin hộ độ chư tăng cửa từ ẩn náu phước hàng hạ xa tỳ khu chẳng luận trẻ già cao hạ trung hạ hoặc là mới tu thiện nam tín nữ công phu đều là thí chủ đồng phụ trợ nhân những người trong khắp thôn lân kiều cư châu quận được phần an khương chúng sanh bốn loại không lường đoạn thai thấp quá khi nương pháp lành giải thoát pháp bảo nên hành đặng mà dứt khổ triền quanh đọa đầy cầu cho hưng thịnh lâu dài phát triển trí thức các ngài mở mang bậc tu xin được bình an cầu cho tăng chúng các hàng hòa nhau lại thêm phẩm hạnh thanh cao những quả lợi ích kết mau kịp thì cầu xin pháp bảo hộ trì cho người tu đạo quy y Phật rồi xin cho cả thảy chúng con tấn hóa trong pháp Phật rồi giáo truyền nam mô Bụt Tha Giá nam mô Thầm Ma Giá nam mô Sằng Kha Giá và buổi sinh hoạt Phật pháp của Đơn Phật Giáo Nam Truyền hôm nay đến đây đã được hoàn mãn. Dạ con kính xin ngài Trí Đức hay là ai trong room đó đóng giùm room ạ. Dạ con xin dạ nam mô Bụt Tha Giá nam mô Tham Ma Giá nam mô Sằng Kha Giá dạ thấy có cô Nguyên Trang trong room cô có mang a cộng hay gì đó có thể đóng room giùm dạ Meta xin trả máy.
who all praise Jesus.